Mặt thế thuận tại. Chú Viễn là một nhân viên văn phòng bình thường, rất là bình thường. Bị đồng nghiệp bắt nạt, bị lãnh đạo đàn áp, cái bộ dạng quỳ xuống đất của mày cả đời đi, số phận của mày không khá lên được đâu. Chỉ có vị sư tỷ dịu dàng ấm áp chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống. Đôi khi cũng phải biết cách từ chối, không thì sẽ bị sai khiến suốt đó. Cứ tưởng rằng cuộc sống tầm thường của một nhân viên văn phòng vẫn cứ tiếp tục như vậy, vậy mà chẳng phải là xuyên không vào trò chơi mặt thế, lại còn kích hoạt phải cái hệ thống trò chơi nữa chứ. Ôi vãi, đây là có thể tự do du hành giữa hiện tại và mặt thế, kết nối thành công hệ thống trùng mặt thế. Chủ khoản là có thể sử dụng vàng hoặc là pha lê để tích điểm, tiến hành giao dịch trên thị trường hệ thống. Hiện nay có thể sử dụng năng lực du hành xuyên không để chủ khoản tiến hành du hành xuyên không giữa hiện thực và mặt thế, thời gian giảm đi 12 tiếng. Lương thực của hiện đại như vàng quý báu ở mặt thế. Mà này, quá này, ngon quá đi mất. Ta cũng đâu có thể ăn không món mỹ vị này được chứ. Coi như đây là phí giao dịch đi. À, cứ coi như là tiền mua bánh trung thu đi. Đây là vàng đó. Kim loại ở mặt thế ở đâu cũng có thể thấy, nhưng ở thời đại này thì là vô cùng khan hiếm. Không thể ngờ đến chỉ có mấy tiếng, mấy miếng bánh trung thu mà lại thu bán được nhiều tiền đến như vậy. Còn 12 tiếng nữa mới trở lại mặt thế, ta phải tranh thủ chuẩn bị kiếm hàng thôi. Hãy xem chú Viễn tung hoành cùng hệ thống hai thế giới này thế nào đây. Riêng thành công ở chỗ chủ khoản hiện tại mặc định làm ăn, lập công ty, mạng lưới nhân tài. Chú Viễn, sao em đột nhiên trở nên kiên cường như vậy chứ? À, đây không phải là sư tỷ dạy sao? Làm việc phải có chủ kiến. Tiền là dũng khí của nam nhân. Ta bây giờ đầy lòng can đảm, trở thành một doanh nhân huyền thoại đứng trên đỉnh cao của quyền lực và sự giàu có. Cô Như đã xong phần giới thiệu rồi nhé. Bây giờ bắt đầu vào truyền đây. Tôi tên là Chu Viễn, là sinh viên năm 3. Nửa sáng trước, tôi có được cơ hội thực tập ở công ty Sông Nguyên. Đây, quá là một cơ hội tốt. Này, người mới đến, đi làm đống tài liệu gì cho tôi, một chữ cũng không được sai. Mà mới à, đi pha giúp tôi cốc cà phê đi, ba thì đường thêm sữa, không tôi không uống đâu nhé. À, em biết rồi, cứ giao hết cho em. Đương nhiên, cũng rất cực khổ. Cứ nghĩ là thực tập sinh có được nhiều thứ hơn, bây giờ có vẻ như mình đã là bị coi là chân sai vật rồi. Đôi khi cũng phải biết học cách từ chối, nếu không thì sẽ bị luôn là bị sai vật đó. Hiểu rồi, học tỷ tù. Đây là tiền bối tôi nhiều thành của công ty, cũng là một đại học tỷ của tôi. Lúc vào công ty thực tập thì luôn đối xử rất tốt với tôi. Ây da, nặng quá. Chết rồi, bắn hết lưng quần áo rồi. Ngồi xuống đi, chị giúp em lâu. Tự em làm đây được rồi. Con ngại gì chứ, học tỷ chứ có phải người ngồi đâu. Nhìn thấy tất cả rồi. Cái tên thực tập kia, đừng có mà ở phòng phá trà mà lười biếng. Đây là quà Tết trung thu, mau đi tán cho mỗi bộ phận một phần đi. Nhưng đây không phải là việc của tôi mà. Tôi đang dạy cậu đi, để cậu nhanh chóng mà làm quen với các bộ phận. Để tôi đi với chủ Viễn cùng đi đi, hai người làm có sẽ nhanh hơn. À không cần, tôi tiểu tù à, có đi chuẩn bị tài liệu hội nghị đi. Mấy cái chuyện vặt vãnh này cứ để cậu ta làm là được rồi. Cố lên nha, lần sau học tỷ sẽ dẫn em làm thứ vui hơn. À được được ạ. Cầm lấy. À dừng. Anh, anh cái gì mà anh, mỗi việc cầm thua mà cũng không xong, còn không mau dọn đi. Cái bộ dạng quỳ gối dưới đất của mày, quỳ cả đời này đi, số phận của mày không bao giờ thay đổi được đâu. Đáng ghét, cái tên Lâm Hùng này rõ ràng là đang nhầm vào mình. Nếu không phải vì kiếm tiền, mình cũng không cần phải ở đây chịu cái cục tức này. Bạn đã chán ghét cuộc sống trơn sai vặt chưa? Bạn có chấp nhận lăn xả vào một lần vì cuộc sống không? Bạn có muốn một cơ hội thay đổi số phận không? Quảng cáo trò chơi di động bây giờ nói tẹt ra như vậy sao? Thôi, cứ tải xuống xem nào. Ôi vãi, đây là
Thế là men đã xuyên cung. Ây da, đau quá, đây là đâu vậy? Đem theo cái hộp bánh trung thu. Đây là giật dầu mì. Lẽ nào mình xuyên không rồi? Tiếp. Kết nối thành công. Hệ thống trùm mặt thế. Chủ khoản có thể sử dụng vàng hoặc pha lê để tích điểm, tiến hành giao dịch trên thị trường hệ thống. Hiện nay có thể sử dụng năng lực du hành xuyên không để chủ khoản tiếp tục du hành xuyên không giữa hiện thực và mặt thế. Thời gian giảm đi 12 tiếng. Hả? Mặt thế xuyên không hệ thống. Lẽ nào đây chính là cái được gọi là cơ hội đổi thầy, đổi số phận hay sao? Là cái hệ thống trong truyền thuyết mà mình đã bấy lâu nay đã đọc truyện tranh ư? Chết cha, hàng rào ngã rồi. Đi. Ôi mẹ ơi, vận may của mình cũng kém quá rồi đi. Vậy cứu tụi giới. Cứu mạng có ai không, có ai không cứu tụi giới. Này, cúi đầu xuống. Đây là mặt thế đều xuất hiện những em gái xinh tươi như thế này đây. Ăn kẹo múc. Đã tạ nữ hiệp ra tì giúp đỡ. Không có gì, tôi chỉ là một thợ săn zombie, giết chết lũ zombie lang thang xung quanh. Khu định cư là nhiệm vụ của tôi mà. May mà có anh xuất hiện, tôi tránh được một không ít phiền phức đó. Tôi cũng không có gì nhiều. Đã tạ được cô. Chỗ bánh trung thu này tặng cho cô đó. Bánh trung thu. Trung thu là cái gì cơ? Đây là cái này. Wow, sao thế? Không hợp khẩu vị à? Ăn phải nhân bánh rồi đúng không? Mà cái này ngon quá đi mất. À dạ, có cần khó trương như vậy không? Tôi cũng đâu thể ăn không món mỹ vị này được. Coi như đây là phí giao dịch đi. À, cứ coi như là tiền mua bánh trung thu vậy. Hả? Đây là vàng. Nhớ đấy, tăng giá cao lên một chút. Ta đi trước đây, có chuyện thì sẽ gặp lại nhé. Để chút, tôi tên là Chu Viễn, còn tên của cô là gì? Tôi tên là Lâm Tầm, nhớ đấy. Các bạn hãy nhớ nhé. Súng lục nồng sắc, mới 7 phần đây. Là trợ thủ đắc lực khi bạn ra ngoài tham hiểm, tự vệ không kẻ thù. Tỷ lệ nổ chỉ có 20%. Ai khôi tay tươi ngon đây, đi. Tự sinh trưởng đây, mỗi ngày một củ tăng cường sức mạnh người mặc thế đây. Đừng bỏ lỡ bánh trung thu gia truyền đây, vỏ mỏng nhiều nhân khiến các bạn cảm thấy được sự mùi vị ngon thực sự đây. Thằng mê nó xuyên không qua đây cũng bán bánh trung thu luôn, không như những cái bộ khác hả? Là mua qua là chỉ đổi hộp cho thôi, bây giờ trưng bày bán luôn. Bánh trung thu, hình như tôi đã từng nghe ông nói qua cái món ăn này. Chẳng lẽ là món ăn ngày trước của mặt theo? Người thấy rất thơm. Bánh trung thu này bán thế nào đây? 1 gram vàng. Cái gì? Một cái bánh 1 gram vàng cũng không đắt. Ấy nói đùa cái gì vậy? Là 1 gram vàng mua được 1 gram bánh. Vậy thì một cái bánh trung thu này cũng khoảng 100 gram nhỉ? Đắt vờ lờ, thật sự là các người bán vàng. Các người bán là vàng sao? Nhân sinh tại thế, hai chữ ăn uống. Mọi người ở mặt thế cũng cực kỳ chỉ biết sống thế này. Thế nào đâu nghĩ tới ngày mai chứ. Không có đồ chút ngon, làm sao mà xứng với bản thân đây. Lỡ như mất cơ hội lần này thì cũng lỡ mất cơ hội được ăn cả đời đó. Nói cũng có đạo lý. Đây là 50 gram vàng. Cắt cho tôi một nửa. Được rồi, anh muốn vị gì đây? Mấy cái tên lính đánh thua này đúng là không tiếc tiền mà. Nhiều tiền thật đấy. Ngột nhưng mà không ngấy, hòa tan trong miệng. Nhân bánh có vị tinh khiết. Cái vị giác của tôi lại được hồi sinh một lần nữa rồi. Đây mới là ý nghĩa của cuộc sống chứ. Tiểu Quỳnh đệ à, đây là 100 gram vàng. Lấy cắt cho tôi hai nửa kia vị khác nhau đi. Được thôi, anh là khách đầu tiên của tôi. Tôi giảm cho anh 10 gram. Cho tôi 10 gram, cho tôi 15 gram thịt bò đi. Cho tôi muốn 20 gram nhân cua. Ngon về lờ. Nếu sau này tôi không được ăn cái loại bánh ngon như thế này thì phải làm sao đây? Đây chính là bánh trung thu trong truyền thuyết hay sao? Quà thật là bất ngờ. Bán gần được 600 gram vàng luôn nè. Là gần được hơn nửa ký. Tập 2.
Thật bất ngờ, bán được gần hơn 600 gram vàng. Bán mấy cái bánh trung thu nữa thì bằng lương mình đi làm 2-3 năm lần đó. Nơi đây là bán cả cái nỗi không chừng. Cứ tiếp tục thế này có thể mua được già rồi. Hãy không được cử động. Lão tử đã để ý ngươi lâu rồi. Giao vàng ra đi, ta tha cho ngươi một mạng. Làm sao đây? Lấy nào phải được cái chỗ vàng khó khăn lắm mới kiếm được đưa cho lão ta ư? Bỏ đi, tha cho ngươi chỉ thơm phiền phức thôi. Ngon ngon mà chết đi. Thời gian giảm của tàu còn thôi, không gian và thời gian đã hết. Chú thí chủ có muốn quay lại không? Hả? Quay lại, lập tức quay lại. Hả? Chuyện gì vậy? Người đâu? Chẳng lẽ mình gặp quỷ ư? Truyền tống thành công. Chỗ ở của chú khoảng hiện tại là mặc định. Ê, may mà thời gian giảm đi của kỹ năng đã truyền hết đi kết thúc. Không thì coi như bỏ mạng rồi. Nhưng không tới ngờ, chỉ mới có mấy miếng bánh trùm thụ lại có thể bán được nhiều tiền đến như vậy. Còn tới tận 12 miếng nữa chứ. Mở trở lời mọt thứ, ta phải tranh thủ đi chuẩn bị hàng thôi. Vậy là, chủ viễn, lại đi tôi bảo. Hôm qua tôi bảo anh đi phát quà. Anh không làm. Có phải anh không có trọng người quản lý này nữa có đúng không? Vốn dĩ đây không phải là công việc của tôi. Tôi đến công ty này để rèn luyện kỹ năng, không phải đến để làm chân sai vật. Chủ viện đi rót cho tôi cốc cà phê đi. À xin lỗi, tôi có việc phải làm rồi. Lão Lâm, ngay cả một tên nhóc cũng không nghe lời của anh. Vậy anh làm sao mà làm lãnh đạo được đây? À, người trẻ tuổi không hiểu chuyện thôi. Rành cột cứ chờ xem. Chủ viện à, sao đột nhiên em trở nên kiên cường như vậy? À không phải, là sư tỷ dạy ta sao? Làm việc phải có chủ kiến. Quả nhiên tiền là cái dũng khí của đàn ông liền. Có tiền rồi thì đương nhiên bản thân có thêm sự kiên cường rồi. Thời gian đã sắp hết rồi. Truyền tống thành công. Không thiết lập tọa độ, truyền đến vị trí ngẫu nhiên. À, nhiều thịt bò đóng hộp như thời đại chắc chắn sẽ kiếm được một món tiền lớn. Nhưng mà đây là đâu vậy? Có người ư? Anh dài à, anh có biết mỏ chết tiệt lại đến nữa rồi. Cường thì cũng hiền quá hơ. Phải chạy sáp vô là cắn mới đúng. Còn đây rờ cho biết đây đó mà có cơ hội chạy đi chứ. Ê không được rồi, nhiều hàng quá. Có thứ này sớm muộn gì cũng sẽ bị tôm thôi. Đáng ghét, chỉ có như thế như thế này thôi. Thì của ta không ngon đâu. Vừa chua vừa thúi. Các người ăn thịt đóng hộp đi. Cường thì cũng hiền quá rồi. Đáng ghét, mất gần một nửa thì đóng hộp cho bọn nhục zombie rồi. Lần này thật là đen đuối mà. Không đủ. Xem ra các người không có hứng thú với thịt bò, chỉ thích ăn thịt người. Nếu không chạy được thì ta làm liều một phen vậy. Này đã lệ tống thì phải có thể hoán đổi đồ vật gì chứ. Để ta xem. 1 gram vàng có thể đổi được 1 điểm. Được rồi, dùng 100 điểm để hoán đổi kỹ năng chiến đấu cơ bản gì. Hoàn thành rồi. Dạ. Hừ, đã bay sắc chết. Sẵn sàng. Nhận lấy cơn thịnh nổ của ta đã tổn mất 700 vạn chưa? Cú đấm hạng bình dân đây. Hừ. Đột nhiên mạnh lên hẳn. Một mình có thể hào quả 3 tên zombie. Hệ thống này đúng là lợi hại đi nhờ. Kỹ năng này, tuyết cứu mèo. Vừa nãy chúng tôi thấy anh bị vũ zombie rượt đuổi, muốn đến giúp anh một tay, nhưng không ngờ một mình anh là giải quyết xong hết cả rồi. Các anh là gì? À, không nhận ra sao, chúng tôi là thợ săn zombie. Đây là lũ zombie lúc nãy. Không có thời gian giải thích đâu, lên xe mau. À, tôi đến đây. Đến giờ săn bắn rồi. Chắc kỹ năng bắn súng của anh cũng không tệ nhỉ. Đạn rất hiếm đó. Bắn nhớ là ít tốn mà trúng đích nhiều vào. Wow. Xem ra ở mặt thế, kỹ năng bắn súng cũng rất là quan trọng. Dài à, ngắm bắn đi chứ. Là đàn ông thì phải bắn một phát thật thống khối đấy. Ây da, tôi sống trong một xã hội hòa bình văn minh, làm gì biết dùng súng chứ.
Nhưng nếu không biết dùng súng thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Hơn được 100 điểm đủ mua thanh thạo súng cơ bản. Lũ zombie, nhận lấy cái chết cho ta. Hả? Đầu lũ zombie sao lại cứng như vậy chứ? Đây là zombie cấp 2 đó. So với những con zombie cấp 1 thì phức tạp hơn nhiều. Nhớ, cẩn thận khi đối phó. Chết tiệt. Cẩn thận. Cái đờ mờ, không ngờ lại bỏ mạng ở nơi đây. Không đơn giản nữa, liều thôi. Người muốn ăn, lỡ tướng cho người ăn đủ. Trâu đấy người nè mà. Không ngờ một mình anh có thể giết chết một con zombie cấp 2. Xem ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi. À, các anh đã cứu tôi. Tôi đương nhiên cũng không thể nhìn thấy chết mà không cứu. À, đây là cái lờ gì thế? Đây là những viên pha lờ do chất độc của zombie hình thành lên, phân chia từ cấp 1 đến cấp 9. Đây là một viên pha lê cấp 2 rất là quý giá đó. Viên pha lê cấp 2 này cho anh đó. Tuy quý giá như vậy, có thể cho tôi sao? Anh đã cứu mạng tôi. Đây là thứ anh đáng nhận được. Đội trưởng à, anh không có ý kiến gì chứ? Ra ngoài lăn lộn, chữ nghĩa phải đặt lên đầm đầu. Viên pha lê cấp 2 không thể quý giá hơn cái mạng của anh em chúng tôi được. Tuy những viên pha lê cấp 1 giá khá rẻ, nhưng cũng có thể hỗ trợ việc tiêu hao nhiên liệu và đạn dược. Xem ra, tuy ngờ trợ thời gian zombie này nguy hiểm, nhưng lại kiếm được rất là nhiều tiền. Lão đệ, tôi thấy kỹ năng và kỹ thuật bắn súng của anh cũng không tệ. Muốn gia nhập vào đội thời gian zombie không? À, xin lỗi, tôi tạm thời chưa nghĩ tới chuyện đó. Đây là thói xấu của đội trưởng chúng tôi đó. Họ có gặp người ưng ý là muốn kéo vào đội à? Nói ra như vậy tôi cũng không mặc ép. Lên xe đi, chúng ta tới khu dân cư gần đây. Trong viên pha lê cấp 2 này chứa đựng một loại năng lượng, không chừng còn có tác dụng phụ dùng khác nữa. Phát hiện chủ khoản thu được copy style ta, có phải là muốn hơn đổi điểm không? Hóa ra là viên pha lê này có thể dùng để đổi điểm à? Hoán đổi. Hoán đổi thành công, chủ khoản nhận được 100 điểm. Yeah, 100 điểm. Viên pha lê cấp 2 này lại đáng đến 100 gram vàng. Lần này phát tài rồi. Phát hiện chủ khoản đem theo nhiều vật phẩm. Có muốn hoán đổi không gian dự trữ không? 100 điểm có thể hoán đổi được 1 mét khối không gian. 1 mét khối không gian cơ à? Như vậy sau này không cần phải đem nhiều đồ nặng nữa rồi. Hoán đổi luôn đi. Đi qua cái trại tị nạn kia là có thể đến trung tâm dân cư rồi. À, xin ít đồ ăn ạ. À. Người tốt ơi, cứu tôi với. Cho tôi một cú gọi tì đi. Anh muốn gì tôi làm gì cũng được. Không sai. Ở mặt thế mà người như là cỏ rác. Mình chỉ là một đứa trẻ với những cục vàng. Muốn tồn tại và phát triển thì cần phải nâng cao thực lực của bản thân nữa. Quẹt thẻ trước khi vào. Còn phải đo trọng lượng. Một người không thể bỏ sót. Ồ, đây không phải là đội trưởng Trình sao? Hôm nay xong bắn thế nào rồi? Như thường lệ kiếm đủ miếng ăn. À, đây là người anh em tôi vừa mới quen. Cho tiện luôn nhé. Được rồi, tôi cũng phải giữ mặt mũi cho đội trưởng Trình chứ. Trong khu dân cư. À, thật sự cảm ơn giúp đỡ của hai vị. À, khách sáo rồi, chúng tôi còn có việc, tạm thời tạm biệt nhé. Sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Trung tâm khu dân cư sao? Hồi đó, Trần Đạo Tử dùng 20 tệ tháng được 3.700 vàng. Chú Viễn tôi dùng một hộp thịt đóng hộp kiếm được 1 đồng vàng đầu tiên. Không thành vấn đề. Tập 3. CSGNMW mới 7% lái được đó. Bạn sẽ là chàng trai đẹp nhất núi rừng mùa thu.
Nè nhìn cái này đi, nước ngũ lược, chỉ có một nửa giá, giá chỉ cấp 3 viên pha ly cấp 2 thôi. Quả nhiên, cái là những thứ chả thấy bao giờ, ở mặt thế có thể bán được nhiều tiền như vậy. Chàng trai à, xin dừng bước đi. Hả? Nhìn người có vẻ rất có nhiều tiền, nhìn thấy súng của ta không? Làm gì? Giữa thanh thiên bạch nhật lẽ nào là anh muốn động thủ cố mạng? Ai còn đã nghe hiểu nhầm rồi, tôi là đang bắn súng cơ mà. Vậy anh tìm tôi làm gì? Vừa nãy tôi thấy anh với mấy cái tên thừa bằng sợi thơ sang zombie đi cùng. Nghĩ rằng anh cũng ở trong đội đó. Dùng súng của tôi đi, zombie gặp là phải phát khiếp đó. Cho súng này bắn cùng khai vậy. Thật sự không vấn đề gì sao? Giữa thế giới loạn như thế này, không có súng để phòng thân thì làm sao mà được chứ? Súng của ta đều là lỗi điện nhất, giảm giá 20% cho người. Chỉ còn 5 viên pha lê cấp 2 thôi. Trên người tôi một đồng cũng không có. Ai đèn đuổi, gặp đúng cái tên nghèo kiết xác. Đừng có làm phiền ta bán hàng. Ông chủ, bán hàng không thể thế được. Trên người tôi chỉ có pha lê, vàng và lương thực. Còn có thứ hiếm có này. Tôi có mắt như mù, đồ hộp có thể là đồng tiền mạnh, đáng tiền hơn cả lương thực. Hôm nay tôi cho anh mở rộng tầm mắt. Wow, quả nhiên là thịt đóng hộp. 8 hộp, không, chỉ cần 5 hộp thôi. Tất cả cho súng trong gian hàng của tôi, anh có thể tùy tiện chọn. Thành giao. À đúng rồi, mà chỉ chú ý tới được súng. Vậy đạn bán thế nào đây? À bên kia có cửa hàng đạn chuyên bán các loại đạn. Đừng nói là đạn, chỉ cần người có tiền, lũ đạn và mình đều có thể mua được. Có đạn của cái loại súng này không gì? À đương nhiên có, 10 gram vàng một hộp, mua 10 tặng 1. Hả, đắt thế? Đây là đồ để bảo vệ mạng sống đó, chứ đắt thì đừng có mua. Cái đồ nghiệp kiết xác. Nói ai là đồ nghiệp kiết xác cơ? Chỗ vàng này có thể mua được bao nhiêu? À không ngờ Sói Ca lại thâm tàng bất khả lộ. Chỗ đạn này anh cứ cầm lấy đi ạ. Đây là danh thiếp của tôi, có thời gian thì hẹn tôi, muốn mua mấy hộp cũng được. Wow. Đúng là mặt thế mà, chỉ cần có tiền, hầu như cái gì cũng thể mua được. Không còn sớm nữa rồi, mình cũng nên về thôi. Trong nhà chủ viện. Cứ như thế này, dù sao đi nữa thì mình cũng có chút sức mạnh chiến đấu. Nhưng chỉ bán thịt với đống hộp và lượng hàng hóa xuất ra quá thấp. Mình còn phải nghĩ cách mở rộng nguồn hàng hóa mới được. Ở đây, chỗ này là chị Tô Nhược Thanh. Đợi một chút em ra ngay đây. Chết rồi, làm sao vô hết đây? Bỏ xuống gầm giường vậy. Vô đây được đã. À đến đây. Hợp tỷ à, cơn gió nào đã đưa chị đến đây vậy? Này, thức ăn chị làm có hơi quá nhiều, nên mang sạn cho em một ít đó. Dù gì thì em cũng gọi đồ ăn mà. Thì ra mẹ đã về thế giới hiện tại rồi. Em đang bận cái gì sao? Để chị đợi hơi lâu đó nha. À không có gì, chỉ là dọn cho gọn thôi mà. Chị vào đi. Tính tình dịu dàng, còn biết nấu cơm nữa. Nếu cưới được chị học tỷ Tô thì em yêu à, anh về rồi đây. Mình đang tưởng tượng. Anh chồng yêu, anh muốn ăn cơm trước hay muốn đi tắm trước hay là đây là phòng của con trai sao? Không biết có giấu mấy cái thứ đồ dành cho thanh niên 16 cộng không nữa. Em là thanh niên trong sáng đó, không có mấy cái thứ đó đâu. Ngạo quá sức, cứ nhắc hết vào trong không gian lưu trữ chẳng phải là xong rồi. Đây là chút chà, tuyệt đối không thể để cô ấy nhìn thấy súng của mình. Tiểu viên, em
À, xin lỗi vì tỷ đẹp quá mà em nhất thời kích động bỏ qua cho em nhé. À không, không sao mà. À, thanh niên trẻ kích động cũng là chuyện bình thường. Ê tiêu rồi, mình nhất định bị học tỷ ghét bỏ rồi. Ê tạm biệt. Còn nữa, những lời em nói thật sự chị rất vui. Lẽ nào học tỷ thật sự đối tốt với mình ư? Ai ai, bây giờ không phải lúc là đã nghĩ những cái chuyện này. Màu chóng chuẩn bị hàng hóa lần sau đi mặc thế để bán thôi. Bán lượng thịt đóng hộp nhất định sẽ thu hút sự chú ý và nghi ngờ. Mình phải nghĩ bán những thứ không dễ thu hút sự chú ý mới được. Khỏi tay ế đây, đến giúp tôi với. À ha, nếu bán lương thực tuy lợi nhuận sẽ ít đi một chút, nhưng người dân ở mặt thế nhu cầu lương thực rất lớn, cũng sẽ không thu hút sự nghi ngờ. À cháu à, chỗ khô tây này bán như thế nào? À, năm này khô tây ế ẩm giảm giá cho cậu 10% đó. Được rồi, tôi mua. À chàng trai à, cậu mua bao nhiêu? Ông có bao nhiêu, tôi mua bấy nhiêu. Nhưng làm phiền ông mang đến nhà tôi, xương của ông còn khỏe không thế? Vừa dứt câu thì yên tâm đi, không thành vấn đề. Ông chú đi mãi mãi là một ông chú. Cái gì? Vừa đóng giả. Ông già mà đây là ai vậy? Ây quả nhiên trước khi mua phải nên tính toán một chút. Là cái căn phòng nhỏ của mình. Chú thế nào đây? Chỗ này cũng nhiều quá rồi. Chợ khu dân cư. Ở chợ này bán ít khoai tây như vậy, xem tình hình như thế nào đây. À, xem đi, vũ khí ở cửa hàng ta là thủ công, lựa chọn hàng đầu của thợ săn zombie đây. Ông chú à, có súng rồi, ai cũng dùng kiếm. Và trong vũ khí này ông thực sự có thợ săn zombie mua sao? Tiêu tử à, nhìn là biết người mới, súng cũng rất tốt, nhưng âm thanh lại quá to, rất dễ thu hút zombie. Hơn nữa cũng phải bảo trì định kỳ, bổ sung đạn dược. Chỉ xảy ra một sơ suất nhỏ sẽ trở thành phế vật. Thợ săn zombie thực sự lợi hại nên gần xa, họ đều ngại sửa. Ờ ha, ông ấy nói không sai, nói ra mình mới thông minh ra được đó. Kiếm cũng rất quan trọng, đúng lúc hệ thống cũng có học kỹ năng chiến đấu. Mua vũ khí để phòng thân cũng rất tốt ha. Nói như vậy mình mới được khai sáng. Ông chú à, vũ khí của ông bán thế nào? Bằng vàng hay là pha lê? Cửa hàng của tôi chỉ nhận lương thực trao đổi. Nói trước, món không ra gì thì tôi không chấp nhận đâu đó. Ông chú à, tôi có khoai tây. Có khoai tây này ông có còn không? Xem ra đây là người sành ăn rồi, chắc cũng không thích loại ăn mấy cái khoai tây này đâu nhỉ. Củ đầy đặn, vỏ ngồi vàng ống, mùi thơm. Ta đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy cái củ khoai tây nào cực phẩm như thế này đó. À dạ, khoai tây được nuôi trồng trong môi trường tốt, đương nhiên so với khoai tây ở mặt thế thì ngon hơn nhiều rồi. Tiêu tử à, mấy cái củ khoai tây này làm ta nhớ lại những kỷ niệm đẹp đó. Ta đồng ý dùng cái thanh kiếm tốt nhất ở đây để trao đổi khoai tây với cậu. Thỏa thuận. Thanh kiếm này tên là Domonslag. Bên trong có copy starter, có thể gây sát thương đối với zombie, là thứ tôi đắc ý nhất đó. Và thanh kiếm sắc nhọn như thế này, sẽ không phải là đã mấy lần sẽ mẻ mép thì không dùng được nữa sao? Yên tâm đi, copy starter bên trong thanh kiếm có thể thu hút khí huyết của zombie để hồi phục, đâm càng nhiều thì kiếm sẽ càng sắc nhọn. Một bào khổ tị mà đổi được một thanh kiếm tốt thế này, giao dịch này không thiệt à nha. Tiêu hao 100 điểm, hoán đổi thành thạo kiếm cơ bản. Ây da, men cũng quá hết đi. Tập 4. Tiêu hao 100 điểm, hoán đổi thành thạo kiếm cơ bản. Rừng sâu bên ngoài khu dân cư. Men nhìn ngầu quá hả? Bất ngờ xuất hiện hai con zombie sau lưng. Rút kiếm. Thật không ngờ y tín chút nào nhà lũ zombie lấy con bay đặt tập kích ta. Xem đây.
Đúng là đã trở nên sắc nhọn hơn. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Có tiền súng. Pha lê của lũ zombie cấp 1 rơi ra. Vẫn không đủ. Để ta mua đạn nữa. Cô nàng lúc đầu gặp đây mà. Hóa ra là zombie cấp 2. Xem rồi hôm nay có thể kiếm được một khoản tiền lớn rồi. Nhưng đời không là mơ. Đáng ghét, vẫn chưa gục. Hóa là có súng cầm tay yếu thực sự đó. Nhét súng ở đây thì. Ây da. Chết tiệt. Dạ. Rối cái tư thế lắm. Thật là kinh tởm. Dạ, cứu tôi với. Cẩn thận. Đứt lưỡi. Nhân cơ hội này, giết nó. À dạ, kiếm của ta. Zombie mà cũng cười nữa. Ngu ngốc, ta còn có súng đó. Không tệ nha, pha lê cấp 2. Đúng là không uổng phí bao nhiêu đạn của ta. À, mà cô gái kia. Này này, người đẹp, cô không sao chứ? Chết tiệt, chất độc này có tính ăn mòn, cũng phải nhanh chóng rửa sạch đi mới được. Một mảnh cũng không có. Ê? Sao lại thành ra như thế này? Nè, có tin rồi sao? Tôi tên là Chu Viễn. Tác giả có phải nhầm không? Men bây giờ lực lớn như vậy. À, cái tên nhỏ sắt, anh đã làm gì tụi với tôi rồi? Trên người cô đều là chất độc của zombie cấp 2. Nó không giúp cô rửa sạch chúng. Không chừng bây giờ cô đã biến thành một cái xác sống rồi đó. Cả người tôi đều bị anh nhìn thấy rồi sao? À, yên tâm đi, chỉ có nửa trên mà thôi. Đáng ghét, bị nhìn hết sạch rồi. À, cô gái à, mặc thế để cái đẹp bụng. Hai củ khoai tây này là tôi vừa hầm xong đó. Coi như là tài lỗi với cô. Cơ thể tôi chả lẽ chỉ đáng với hai cái củ khoai tây hầm này hay sao? Tôi thà bị zombie cắn chết cũng không thèm ăn. Dứt câu thì thơm quá. Muốn cái chút gia vị này cho thơm sốt cây đa đi vào. Sốt cây đa đi. Không phải sớm đã không sản xuất nữa rồi sao? Người ta nói rằng từ sau khi tai họa bắt đầu thì sốt cây đa đi vì vô cùng bán chạy, từng bị tẩy chay vì nâng giá quá cao, không ngờ có thể được ăn thử ở đây. Đây đúng là mỹ vị nhân gian. Đúng vậy, đến mặt thế những gia vị này chắc chắn đã dừng sản xuất rồi. Đây có thể là một cơ hội kinh doanh mới đây. À đây cà chua à, sốt cây còn lại có thể bán cho tôi không? Hả? Bán cái gì mà bán chứ, tặng cho cô luôn đó. Thật sao? Đương nhiên rồi, chỉ là một lọ sốt cây mà thôi. Cái lọ sốt cây này đất trên thị trường ít ra cũng bằng mấy chục gam vàng, lại có thể dễ dàng tặng cho người khác như vậy. Rốt cuộc người này là ai chứ? Nhưng cô có muốn sau này có đồ ăn ngon mãi mãi, ăn mãi không hết không? Đương nhiên là muốn. Nhưng tôi không có nhiều tiền và pha lì để trao đổi. Cô có thể dùng thứ khác để trao đổi, chính là cơ thể của cô. Hả? Không thể được. Cho dù là vì đồ ăn và tiền thì tôi cũng không thể bán bản thân được. Hơn nữa tôi cũng có nghĩ nhiều rồi. Ý của tôi là bảo cô bán sức lao động cơ. Nó làm việc kiếm tiền cho tôi, có thể cho cô đủ đồ ăn và đồ gia vị. Đây là cái tội nói không hết câu nè. Vậy thì không cần phải dùng cái kiểu nói khó nghe như vậy chứ. Tôi không nghĩ cô sẽ hiểu sai. Tôi có thể đồng ý điều kiện của anh. Nhìn đời trước, tôi chỉ việc phục vụ trách
chiến đấu và lao động, sẽ không phục vụ việc khác đâu nhé. Phục vụ khác lẽ nào là? Xin ấy coi em như là dòng bì, dòng súng của anh bắn thật mạnh mẽ vào đi. Được hiểu sao ý nhờ? Anh đang nghĩ cái chuyện gì vậy? Tôi sai rồi. Xem ra gần khu dân cư hình như chỉ có mấy cái con zombie cấp thấp như cấp 1 và cấp 2 thôi. Zombie được chia thành 9 cấp, gần đây nhiều nhất cũng chỉ có thể gặp được zombie cấp 3. Tôi nghe nói zombie không phải chỉ có 8 cấp thôi sao? Sao còn có cấp 9 chứ? Cấp 9 là một loại zombie đặc biệt, sức lực của chúng có cao có thấp, thậm chí yếu giống như zombie cấp 1, còn khỏe thì có thể mạnh hơn zombie cấp 8. Bây giờ thúi quá. Người tị nạn dùng nước rất khổ, 1-2 tuần không tắm là chuyện bình thường, quen rồi thì sẽ không sao cả đâu. Cho nên cô cũng là 1-2 tuần không tắm ư? Không phải nhà, tôi thường xuyên tắm bên cạnh sông đó. Tôi đùa thôi, cơ thể của cô có mùi gì tôi cũng không biết sao. Hứa nặc à? Cô về rồi, nhanh vào đây xem đồ ngon tôi mới làm nè. Hôm nay cái đám người của bọn cướp bóc có đến làm phiền không? Trong nhà cả còn cái gì đáng tiền đã cướp được rồi? Ấy, chị gái à, không sao chứ? Bụng tôi đói quá. Cầm ăn đi nhé. Cảm ơn. Cô gái này là gì? Có thể coi là người hàng xóm. Cô ấy là... Tôi tên là Vân Vân, là một lập trình viên. Mạng lưới trên thế giới hiện tại vốn dĩ đã bị tê liệt toàn bộ rồi, nhưng thứ mà cô ấy nghiên cứu thì làm được gì nữa? Tất cả đều bỏ đi cả. Cô nói không sai. Lập trình mà tôi tạo ra có mạnh thế nào đi nữa thì cũng chẳng đổi lấy ra được mấy cái củ khoai tây. Có nghĩa là rớt giá như vậy đó, lập trình vương bây giờ chỉ bằng 1-2 củ khoai tây thôi. Cô nói tiếp đi, cô tạo ra lập trình cái gì cơ? Tôi đang rất có hứng thú đó. Nói không chừng có thể mua được ít nhất là khoai tây đủ dùng đó. Tuy đây là mạt thế, nhưng trình độ kỹ thuật lại tiên tiến hơn so với thời đại của mình bây giờ. Hơn nữa còn tồn tại khá nhân viên tài, chắc chắn có thể thu hoạch được cơ hội kinh doanh mới từ bọn họ. Đây là lập trình bách khoa toàn thư mạt thế, tạo ra từ những tài liệu mà tôi thu thập vài năm nay. Bên trong ghi chép chi tiết thông tin và quái vật, địa lý, tài nguyên có liên quan. Hơn nữa, còn có thể tiến hành phân tích số hóa. Lợi hại như vậy ư? Đáng tiếc, lập trình mới chỉ hoàn thành được một nửa. Muốn hoàn thành hết thì còn phải tiêu tốn sức lực và thời gian nhiều hơn. Hổ nặc nói không sai, tôi cũng nên từ bỏ ước mơ. Vẫn nên tiếp tục làm tựa sàn zombie để sống qua ngày. Nếu tôi lo liệu lương thực và an toàn, cô có thể tìm được người giúp cô hoàn thành lập trình này không? Đương nhiên, tôi quen vài lập trình viên. Chỉ cần anh cung cấp lương thực và toàn bộ thành quả nghiên cứu của chúng tôi thì đều là của anh cả. Thỏa thuận. Cảm ơn. Nếu có lương thực, tôi cũng tìm được còn ít người giúp đó, tạo nên một đội thợ săn zombie luôn. Năm. Đúng lúc tôi cũng muốn tạo một đội thợ săn zombie. Nếu như cô có thể tìm được đủ người thì lương thực có đủ, còn có trang bị cô xin làm đội phó. Thật sao? Không thật thì làm mơ à? Chủ viễn, anh thật là thú vị đó. Hả? Ây da. Anh đi đó, tôi sẽ đi tìm người ngay. Ok. Nửa tiếng sau.
Đây là những thợ săn zombie do cô tìm đến sao? Kỹ năng của bọn họ rất lợi hại, nếu được ăn no thì càng lợi hại hơn. Chú Viễn, tôi chưa từng lừa gạt bất kỳ ai. Nếu như các anh giúp tôi, chúng ta chính là huynh đệ, lương thực đủ, càng chăm chỉ thì càng được nhiều. Nói thì nó hay đó, đến lúc gặp phải zombie thì có mà lại bị gió tì ra quần. Kệ người ta đi, công lắm thì lấy được lợi rồi chuồn thôi. Một phát. Nếu ai dám phản bội tôi thì đừng trách đất chú Viễn tôi ra tay không thường tuyết. Úi mẹ ơi, một vài lương thực cuối cùng cũng được ăn no rồi. Lão đại à, chúng tôi theo anh chắc rồi. Đã có tôi thì mọi người không bao giờ phải chịu đói. Đi, đi mua trang bị. Chúng tôi đang đi trong rừng Tây nắm tay cùng hát ca, đột nhiên thì thế giới này dòng bị không có nhân quyền. Vậy Phật. Ây da, chỉ cần bắn vào đầu là được rồi. Mọi người như vậy là quá lãng phí đạn rồi. Tên nào không có mắt mà lấy dám nhổ súng trên địa bàn ngã lăng bang của bọn tao vậy? Lại là mày hả? Tao đã cảnh báo mày rồi mà. Nếu cướp con mồi của bọn tao thì sẽ... Ồ thì sao cơ? Cái đám trại dân tị nạn rác rưởi này, chẳng lẽ cho là lượm được mấy cây súng thì thật có thể trở mình thì sao? Ngon ngon thì giao vũ khí ra, chúng ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Khốn kiếp, mẹ ngươi chả lẽ không dạy người dùng súng chỉ lung tung như vậy à? Rất không lỡ phép đó. Giả bộ cái gì? Ngươi sẽ không thực cho là đâu có thể nhìn hơn đạn bay sao hả? Dứt câu thì cả tay cũng rớt luôn. À, tay của ta, tay của ta. Cút về nói cho các lão đại của các người, chúng ta là người của trại dân tị nạn, sẽ không bị giẫm ở dưới bàn chân của ai nữa. Xem ra ngươi là cố ý khiêu chiến với ngài lần bằng. Lão đại của chúng ta là cường giả, có thể một mình đấu lại tàn thì biến gì. Các người chắc chắn sẽ chết rất thảm. Ê, chúng ta đi trở về trụ chính, thông báo với lão đại đi. À, chờ một chút. Ngươi muốn làm gì? Hai quân vào chiến không chém sứ giả. Chúng tôi cũng không phải là cái tùy tiện đã tội được. Đem hết cái thứ tốt nhất trên người các người để lại cho lão tử. Chiến sĩ có thể giết, có thể bị giết nhưng không thể nhục. Nếu người cả không nỡ mặt như vậy thì đồ đều ở đây, thành cho chúng tôi một mạng đi. Các người trước đây lấn áp dân tị nạn, vơ quét tài sản tài vật, những thứ này coi như là bồi thường. Cút đi. Trụ sở chính ngàn lần bạc. Bà ngừng lão đại à, cái tên kia không chỉ đoạt lãnh địa của chúng ta, con mắng ngài là con rùa đèn rút đầu lưỡi ra chỗ này chưa? Nói ngài căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ai xem thường ngài lần bằng. Lão đại anh mình, thân vũ, nhất định phải cho mấy người bọn chúng tụi há giận à. Nhưng người là bị dọa đến mức bỏ cả đồ đi. Không đánh mà vậy, ngài lần bằng chúng ta không cần cái loại phế vật vô dụng này. Anh lão đại, anh không muốn. À, vô cạn ly. Hôm nay thứ quà cho thông vũ, mọi người có khổ rồi, ăn uống ngon miệng nhé, tôi mời. Được thôi, Chu Viễn lão đại à, đời này có tụi sẽ gắn với anh đó, lâu lắm rồi chưa ăn qua thức ăn ngon đến như vậy. Ai, hôm nay đến đây thôi, chúng ta rời đi ngay bây giờ đi. Các người cứ từ từ uống, buổi tối chúng tôi sẽ thầy viên gác đêm. Hôm sau. Đau đầu quá. Hôm qua hình như uống quá nhiều rồi. Hả? Vô gì đây? Trúng rồi. Tới đây tiếp đi. Sao vậy? Một mảnh giáp cũng không dính à?
Lâu rồi không uống nhiều như vậy. À cái đó. Hả? Chuyện gì? Anh, tối hôm qua anh rốt cuộc đã làm cái gì với tôi? À, cái này tôi có phải tới không đúng lúc không? À, cô đừng có hiểu lầm, tôi cùng anh ta không có bất kỳ phát sinh nào cả. À, tôi biết mà, hai người hôm qua cùng xảy đến mức bất tỉnh nhân sự, trong lều chỉ có một cái giường. Tôi không thể làm gì khác hơn là đem cả hai để cùng một chỗ. Vậy ý chúng tôi tại sao lại không mặc quần áo? À, hai người ối ra cả người, nhất định là phải cởi quần áo à? Ý nhất cũng phải giữ lại đồ lót cho tôi chứ, tôi thấy cô căn bản là cố ý à nha. Ôi cha, đây là chương trình lần trước anh nhờ tôi làm, dùng để xâm nhập vi tính. Bên trong có giáo trình đơn giản, coi như là ngu si cũng có thể sử dụng được đó. À, cô nói tôi là ngu si sao? Tôi dù gì cũng là hiểu một chút về lập trình đó. À, tôi cũng không dám đắc tội với kim chủ đầu, nhưng ở mặt thế cái loại đồ chơi này có gì hữu dụng đâu chứ. Yên tâm đi, tôi tự có chỗ dùng. Tại công ty, thế giới bên ngoài nha. Chu Viễn, tôi đưa văn kiện cho cậu làm, trước khi tàn ca xử lý xong. Không xong thì tháng này tiền thưởng cũng sẽ cắt hết. Ai biết rồi, ba cái tiền thưởng. Lượng công việc một tuần, tôi xem cậu một buổi chiều làm sao hoàn thành đây. Ây cha, cái này thì gãy đầu tôi rồi còn gì. Công việc này cũng nhiều quá rồi đó. Nếu không có muốn chỉ giúp cậu một tay, hay là chia sẻ một ít đi. Gần đây công ty đem phần lớn nhân lực vào mới trò chơi mô phỏng, có chút bận rộn đó. Ai dạ, gãy đầu tôi rồi. Cậu không cần, một mình em làm được mà. Ừ, được, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với chị. Ừ, mặt đầy đặc ý. Xem một chút người bắt mình phải làm việc vặt rốt cuộc lợi hại như thế nào đây. Cái này cũng quá nhanh đi. Chắc là không tới mấy phút là có thể xử lý toàn bộ rồi. Cái chương trình này hình như còn có thiết kế kết nối đến máy tính của những người khác. Để cho ta xem một chút mọi người đang làm những gì đây nào. Lão Hình hình như đang xem Tiểu Tỷ Tỷ thì phải. Đây đã, Lâm Hùng tại sao lại đang cùng nhân viên công ty đối thủ trao đổi? Thì ra là như vậy. Lâm Hùng à Lâm Hùng, bây giờ xem tôi có chính tích anh không đây. 2 giờ sau, Thất Tâm Sinh hôm nay đều ở lại, có chút nhiệm vụ cần phải làm. Ai, hôm nay lại không được về sớm rồi, vừa không có giờ, không có tiền làm thêm giờ. Thực tập sinh chúng ta đúng là quá thảm mà. Lâm Hùng, anh đã cho mọi người giúp anh làm việc riêng, hình như không tốt lắm đâu. Cậu nói gì, không có chứng cứ, cậu đừng có ngậm máu phun người. Mọi người, tự nhiên cho kỹ đi. Đây không phải là mô hình của công ty game khách sao? Tại sao lại để cho chúng ta làm chứ? Là hạng mục game của công ty cạnh tranh, lại để cho chúng tôi giúp anh làm việc riêng. Cậu lại dám ám hại tôi, để cho các người làm thì thế nào? Cái đám này thực tập sinh các người có thể làm gì cho lão tử? Vậy tôi có thể làm gì được cậu không? Hả? Trên tổng mà, chuyện này không phải như vậy. Ngài nghe tôi giải thích đi. Tôi, đại diện công ty bảo đảm với mọi người nhất định sẽ chủ trì công đạo cho mọi người. Bây giờ là lúc công ty còn dùng người, nên xin mọi người. Trình tổng mà. Nên xin nghỉ vì tôi đã để trình rồi. Cảm ơn công ty khoảng thời gian này bồi dưỡng. Chỉ tiếc là trong nồi canh này có con chuột chết. Tôi thực sự là ăn không trôi. Cáo từ. Tôi cũng muốn đi. Cái lỗi công ty này không cần cũng được. Hay Lâm Hùng, ăn ít của tôi đi. Sáu. Công ty gần đây đã có một hạng mục lớn, chính là thời điểm thiếu người. Lâm Hùng à,
Cậu thật đúng là được chuyện tốt à. Tôi cậu viết đơn nghỉ việc đi, cũng nộp lên cho tôi sớm một chút. Xong rồi, xong cả rồi. À, xin lỗi mọi người, vốn chẳng qua là tôi cùng Lâm Hùng mâu thuẫn, không nghĩ tới mọi người lại cùng tôi nghỉ việc như thế này. Tôi cũng nhận nhịn cái con rùa đó lâu rồi. Không sai, dù sao thì tiếp tục ở lại cũng sẽ bị tức mà chết tôi. Chúng tôi sớm đã muốn đi rồi. Đáng tiếc lại phải tìm việc lần nữa. Bây giờ cái ngành trò chơi điện tử rất là chặt chẽ, con không biết lúc nào mới có thể tìm được công việc mới đây. Thật ra thì tôi bây giờ trên tay cái chút vốn, vừa vặn muốn làm một chút sự nghiệp. Các vị không bằng lưu lại phương thức liên lạc, nếu là sau này có nhu cầu, hoan nghênh mọi người đến chỗ tôi làm việc. Thú gì đó, tôi chờ cậu. Người trẻ tuổi mà, chính là muốn liều một lần. Đi uống rượu, trò chuyện vui vẻ một chút nào. Hôm sau, giờ vào mua đi bán lại kiếm tiền, dù sao cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Bây giờ cũng có tiền vốn nhất định, không bằng triệu tập đội ngũ từ mở công ty thôi. Lão đại à, lớn chuyện rồi, không xong rồi. Hứa Năng đại tỷ gặp phải phiền phức rồi. Đừng hoảng, nói từ từ thôi. Lần trước chúng ta đã tụi ngà lần bằng, kết quả cái đám người kia thừa thức chúng ta ra ngoài mua bán đi đánh lén. Đại tỷ vì bảo vệ chúng tôi, một mình lái xe tiến vào rừng rậm đến chỗ ngà lần bằng kia rồi. Các người lập tức trở về triệu tập nhân lực, tôi đi cứu người trước. Ngà lần bằng không phải hiền lành, tôi không nghĩ lại thừa lúc mình không có đi mà tìm tới cửa. Hướng Nặc, chờ tôi. Đây chính là địa bàn của chúng ta, muốn chạy không dễ như vậy đâu. Cô gái kia dáng người không tệ, tối nay là phải chơi rồi. Đáng ghét, thật giống như là thuốc rắn và chó vậy. Em gì nữa à, cô muốn đi đâu? Trước tiên cứ mang về cho đại lão hưởng thụ trước đã. Hả, chuyện gì vậy? Xe tại sao lại nổ? À, anh ta cũng còn biết. Cái gì vậy? Ở đâu ra con gấu đồ chơi này vậy? Là dây dẫn. Đây không phải là đồ chơi, mà là bom đó. Sao có thể? Các vị đại ca, tại sao lại bắt nạt một cô gái như thế chứ? Để nạt tôi đó. Ăn trái cây của lão nương, thích nhất là cái nổ bay những cái loại ba hội này. Thế là chừng tay mỗi thứ một nơi. Đối phó với loại bài hội này thì phải dùng lửa siêu to khổng lồ. Đi nè, là em sao? Em vừa vặn ở gần khóc làng thì không nghĩ tới là gặp chị Hứa Nặc. Chị không sao chứ? Cuối cùng cũng tránh được một kiếp rồi. Cảm ơn em đã cứu chị một mạng đó. Đừng có nói như vậy chứ. Trước khi trở thành người thất tỉnh, chị không phải đã cứu em rất nhiều lần sao? Tiêu nhà đầu không ngờ trở thành người thất tỉnh lợi hại đến như vậy. Không ngờ có thể gặp được người thức tỉnh ở nơi này. Đúng là thứ hoạch ngồi muốn ở nhà. À, gì? Lão đại, cứu em. Như cục than cháy rồi. Tiểu nhà đầu, cô lại là người thức tỉnh, có muốn gia nhập ngài lần bằng chúng ta không? Chắc chắn sẽ để cho cô ăn uống no say. Được à, nghe nói lão đại của ngài lòng bàn hình như rất là lợi hại. Có phải thật hay không? Để nạ 10 phần, bại hội 0 phần. Nhưng không xin nhiệt à. Trò chơi vừa mới bắt đầu thôi. Một tiếng hét thất thanh. Là Hứa Nặc. Bên đó hình như có mùi bị đốt cháy. Đáng ghét, nhanh lên một chút, nhanh hơn một chút nữa.
đây là... Ồ, anh hùng tay có mì nhọn sao? Đáng tiếc, tới hơi trễ một chút. Vô liêm sĩ. Sao, tức giận sao? Đáng tiếc, cái yếu thì không có quyền lực. Hử, tiểu tử này, nhanh quá. Gãy cây luôn. Cô không sao chứ? Em xem thường ai chứ, cũng chỉ là bị đánh hai quyền thôi mà. Tiếp tưởng người có chút thú vị rồi nha. Vừa vắng, để cho lão tử giãn gần cốt chút đi. Để cho người... Cái gì gọi là sự chênh lệch? Tốc độ nhanh quá. Vô dụng. Người này tốc độ và năng lực căn bản không giống như nhân loại bình thường. Xem ra mình cũng chỉ có thể liều đụng một cái thôi. Thăng cấp, tinh thông cận chiến đụng cấp. Đổi trảm lôi cầu đao. Đổi cường hóa sức mạnh cơ bản. Đổi cường hóa nhanh nhẹn cơ bản. Tinh thông đánh cận chiến đụng cấp. Trảm lôi cầu đao. Cường hóa sức mạnh cơ bản. Cường hóa nhanh nhẹn cơ bản. Ấy giờ những thứ này cũng đều là tiền tốn, tiền vốn của mình chuẩn bị mở công ty. Hết sạch rồi, hết sạch rồi. Hệ thống nhắc nhở. Đối thành công, điểm tích lũy còn lại 50. Một lần đổi nhiều như vậy, cảm xúc toàn bộ sức mạnh đã sống tới rồi. Thật sự là quá yếu đi. Bây giờ sẽ giải quyết người luôn. Làm sao có thể? Tiếp theo đây. Là tôi đánh lại. Hứ. Đây chính là thực lực của người sao? Chuẩn bị biến hình. Cút đi. Đây là thứ gì vậy? Giống như là người sói gì đó. Làm nhân loại. Ngươi thực sự rất mạnh. Nhân loại yêu tử à, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của người thức tỉnh được. Người thức tỉnh là thứ gì? Chỉ có một số ít người được ông trời chọn mới có thể thông qua thu thập năng lượng của tinh thạch để đạt được cực hạn vượt qua sức mạnh của nhân loại. Đó chính là người thức tỉnh. Đùa cái gì thế? Vậy mà trên cái thế giới này còn tồn tại cái loại vượt qua cả loài người sao? Tiểu tử, vừa rồi ngươi đánh vào mặt ta một quả đấm, lão tử sẽ trả cho ngươi lại gấp đôi. Ở chỗ này mà đánh nhau, nói không chừng sẽ vào lại đến chỗ họ. Trước là phải dẫn dụ cái người này ra chỗ khác rồi nữa sau. Ai... Con chỉ là thay thành và cho mà thôi, có gan thì tới đây, chú cho mày ăn xương. À, lão tử là chó sói, không phải là chó nhà. Đứng lại cho ta, lão tử nhất định sẽ lột da ngươi. Rất tốt, cá đã mất câu rồi. Đừng có nấp như chó nữa, ngươi là không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Đánh lén thành công. Thấy ngươi rồi. Muốn đánh lén ta sao? Bây giờ khẩu giác của ta gấp mấy chục lần loài người. Ta bây giờ sẽ ngắt cái đầu ngươi xuống. Thì ra là như vậy. Ta đã tìm được phương pháp đánh bại ngươi rồi. Nào đi. Đây là... Đây là mùi gì? Ôi, thật là khó ngửi. Đây là thức ăn sủi cảo nhân trứng gà. Có cái cách tội nữa. Người bình thường người thấy cũng không chịu nổi. Huống chi là cái mũi chó của người. Đã ghét cái tên hạng hả nhà ngươi. Cho điền. Cái này gọi là chiến thuật.
chúc mừng người có thể nếm thử một chút kỹ năng khác. Kiếm mới của tiểu gia ta đi. Một cánh tay sấm rền gió cuốn. Chiều quá gì vậy? Giờ biết xong rồi. Mặc dù có chút mày rủi, nhưng vận khí cũng là thực lực số 1 mà. Hả? Đây là tinh thạch, lại còn là cấp 7. Hệ thống nhắc nhở, tức chủ hấp thụ tinh thạch, cấp bậc hệ thống tầng lên, đã được năng lực tàn thi lệnh chúa. Qua tàn thi lệnh chúa, có thể hồi sinh, tu bổ điều khiển sinh vật dạng tây ma, bị mất tinh thạch. Cái này hay quá, chỉ cần đến bài tàn thi liền có thể tu hoạch, làm tiếu đệ rồi. Hệ thống nhắc nhở, kết quả nhiệm vụ xây trại tị nạn nhiệm vụ mục tiêu. Trong vòng 1 tháng xây một trại tị nạn có sức chứa 100 người. Phần thưởng 3.000 điểm tích phần. Thất bại, túc chủ nghèo. Chờ một chút, nhiệm vụ thất bại sẽ trở trừ. Cái này cũng thật là quá đáng rồi. Hệ thống nhắc nhở, giải thích cuối cùng tất cả con icon thuộc về hệ thống. Túc chủ tự thu xếp ổn thỏa. Ai bỏ đi, lập phúc thì không phải họa, mà là họa thì không tránh khỏi. Trước cứ thu xếp ổn thỏa đã, hai giai đầu này rồi suy nghĩ kỹ hơn vậy. Nửa ngày sau, em là đi nè, nhiều lần được chị hứa nạt cứu, bây giờ em là một thợ săn độc lập. Quà nhỏ như vậy mà lại có thể đi săn một tàn thi sao? Anh cũng đừng có xem thường đi nè. Con bé là người thức tỉnh đó. Người thức tỉnh là cái gì cơ? À, có chút thể chất đặc thù của loài người, bị lây nhiễm vi khuẩn, nhưng không chỉ có sẽ không tan thi hóa, mà còn là ngừng kết ra tinh thạch cấp 7. Cái loại tinh thạch này rất đặc thù, có thể làm cho người bị lây nhiễm thức tỉnh mạnh, không thể tưởng tượng nổi, cho nên được gọi là người thức tỉnh. Năng lực của Dana là có thể đem vật thể biến thành lựu đạn. Ví dụ như vậy nè. Ây da, cái ly nổ kìa. Wow, tức lên lưỡi hay. Như vậy thì người thức tỉnh không phải là vô địch thiên hạ sao? Ai cũng không phải là như vậy. Giữa người thức tỉnh cũng có sự phân chia mạnh yếu, giống như tầng thi vậy, cũng bị chia thành cấp vật. Đế nè, đại khái là cấp 3. Mà bị anh đánh bại thì chắc là thực lực cấp 4 rồi. Không nghĩ tới đại ca lại có thể một mình đánh bại lũ quái vật kia. Đế nè quyết định sau này sẽ cùng anh lăn lộn. Nghĩa đen thì không nên nghĩ nha. Được rồi, cũng không thiếu em một miếng cơm. Năng lực này sau này nếu không dùng để khai phá triệt để thì dùng để nổ cá cũng đủ giống rồi. À mà đợi đã, chẳng lẽ các người không phải là tới báo thù cho bà con sao? À, cậu hiểu lầm rồi. Chúng tôi là nông nô ở nông truyền Ám Nguyệt. Bà Ngọn Dũng thủ hạ cưỡng đoạt nông trường của chúng tôi làm căn cứ đất. Nghe nói cậu đánh chết hắn, chúng tôi là đặc biệt tới nói cảm ơn. Các vị không còn phải khách khí như vậy. Nếu Nga Lan đã bị diệt trừ, mọi người không bằng về nhà sớm chuẩn bị canh tác đi. Bà Ngân cho dù chết, nhưng tu hạ của Hán Quân còn cưỡng chiếm nông trường. Chúng tôi hôm nay tới đây, thứ nhất là muốn nói cảm ơn, thứ hai chính là hy vọng chùa đội trưởng có thể thu nhận chúng tôi. Chúng tôi làm việc rất chuyên cần, chỉ cần một miếng cơm ăn là đủ rồi. Mình đơn lo không có cứ điểm thành lập trại tị nạn. Đang đúng lúc lập một cái trị nạn đúng là cơ hội tốt mà. Các người không biết xấu hổ kìa, giờ cho chúng tôi đối phó đi. Lòng này cầm hỏng. Đi nà, phải đem toàn bộ bọn chúng nổ bay luôn. Nông trường Ám Nguyệt, các vị lão đại là của ta. Hay hỏi đám đống của lão tử đi rồi nói xấu. Ồ, nơi này cũng thật là náo nhiệt à. Lời đó là, có phải ai có quả đấm lớn thì có thể làm lão đại không?
Vậy thì ta sẽ không khách khí. Ây da, ăn kẹo nổ nè. Ấy là bom lô ly. Màu máu cháy, máu cháy. Trả thù cho các anh em, cút ra khỏi nhà của chúng ta. Nửa canh giờ sau, dư đảng của ngài làng đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Nông trường này là vật nguy nguyên chủ. Ba người đã chết, cũng vẫn sẽ có người khác tới xâm chiếm. Chúng tôi hy vọng vào nông trường ám nguyệt cho chú đội trưởng quản lý, để cho ngài dẫn dắt chúng tôi. Vậy tôi sẽ không khách khí nữa. Sau này mọi người đều là huynh đệ một nhà, có cơ mang chung, có súng cùng bắn. Có cơ mang chung, có súng cùng bắn. Hệ thống nhắc nhở kiểm tra giúp chủ nhận được quyền quản lý trại tị nạn. Hệ thống đã tính toán số liệu. Ai cấp bậc qua tháp sau, giá thăng cấp trại tị nạn cũng phải tốn bao nhiêu là thời gian chờ. Trại tị nạn ám nguyệt, dân số 43, thức ăn E, nguồn nước E, nguyên liệu phòng ngự chiến lực E. Có thể thông qua tiêu hao tích lũy để xây hoặc là thăng cấp dụng cụ để thăng cấp bậc tầng mục. Nói cho cùng thì không phải là muốn tị tình hay là vàng hay sao chứ. Đánh bại ba ngần, ta bây giờ ngay cả quần áo lót cũng còn có nguyên cho hệ thống rồi đó. Tin tức tốt, chúng ta phát hiện ra kết sắt của ba ngần. Hả, từ sau mau dẫn tôi đi xem một chút. Cái từ thớ mở khóa này chắc nhiều anh chàng đẹp trai hứng lắm đây, mê lắm đây. Tôi đoán trong này tài bảo nhất định là rất phong phú. À đúng là vô cùng phong phú ở nhà. Lần này phát tài rồi. Chỗ này đã nuôi đủ mua là bao nhiêu là khoai tây à nha. Mặc dù tiền có, nhưng trước mắt vấn đề lớn nhất của trại tị nạn là nhân lực thiếu nghiêm trọng. Nếu như có thế lực lớn bên ngoài vừa ý cục thịt béo này, chúng ta sợ rằng rất khó đối phó. Nhân thủ à, tôi ngược lại có một chú ý, có thể thử một lần. Tăng thi lệnh chúa, kỹ năng điều thi, tác dụng mục tiêu 3 đơn vị, trình độ 90%, tiêu hao năng lượng 50%, chuẩn bị tiến hành. Sống lại đi, chiến binh của ta. Ai? Tăng thi sống lại rồi. Chuyện nhỏ để bọn tôi giải quyết chúng. À chờ một chút đã, đây không phải là tăng thi mà là thi khôi bị tôi làm cho sống lại đó. Bị anh làm cho sống lại ư? Không sai, sau khi đánh bại bà Ngân thì tôi cũng đã thức tỉnh năng lực đặc thù, chính là có thể làm sống lại và điều khiển tăng thi đã chết. Cứ nói như vậy có thể dùng những tàn thi này tới sung làm lao động miễn phí vậy. Tàn thi không có được khôn cho lắm. Thế là mất một tàn thi. Đồ chơi này thật sự có thể giúp chúng ta làm việc sao? À nhưng điều khiển thì coi rất khó, huống chi là đồng thời làm việc nhiều chứ. Chờ tôi một chút đi. Tôi lúc trước đã từng phát minh ra cái loại đồ dùng để biểu diễn, nó không chừng có thể sử dụng đó. Ồ có thật không, lấy ra đi. Đây là đồ chơi này dùng như thế nào đây? Hai cái tâm chip này chia ra có thể vừa phát vừa nhận sóng điện của não. Một cái thì cắm vào đây, còn một khác thì cắm vào trong đầu của tàng thi. Ây da, trời đất, điều khiển mượt như vậy luôn. Thật là giống cái tên, giống như là tiếng vào cơ thể của thì khôi vậy. Hả? Ây da, động tác rất là lèo lốt, tầm mắt cũng rất rõ ràng, cảm giác cũng vô cùng mượt mà. À là nhìn cái chỗ nào vậy?
Ngay cả cảm giác đau đớn cũng rất là chân thực, thật là quá tuyệt vời. Ta có chú ý này, cần mọi người giúp tôi một chuyện đi. Cái gì? Rất tốt, một cái nữa. Ây, tại sao anh lại quay mấy cái thứ này vậy? À, những thứ này đều cần thiết cho chuẩn bị đó mà. Thế giới hiện thực. Tiếp theo chỉ cần đem video của Mạc Thế chỉnh sửa thật tốt. Bạn có muốn tải video lên không? Hay không biết cái video BV trò chơi này hiệu quả sẽ như thế nào đây? Hôm sau. Lại ngủ quên rồi. Không biết đã ngủ bao lâu rồi. Đã xem view nó lên được bao nhiêu rồi đây. Không like là không được. Không view là không được nha. Con không biết video truyện có thành công không. Nếu như không có ai coi thì coi như phế cái bộ truyện rồi. Đây là hoàn toàn đắm chìm vào BV trò chơi. Thất án Mạc Thế trọng khải nhân sinh. 10 triệu lượt xem. Tới 4.2 triệu lượt like. Xếp hạng 1 trên trailer. Ngày rực rỡ nhất của doanh nghiệp game trong nước. Dẫn đầu ngành game 100 năm. Giúp bao nhiêu là tiền cũng mua được. Ai ra chơi mua hết, nhất định là phải mua tới cuối. Đã được hình ảnh của trò chơi xong. Ai lại có tới 5 triệu lần luôn. Tôi khóc rồi. Lượt xem thật là thần kỳ. Ai ngạo mạn quá. Quá đẹp trai rồi. 10 triệu lượt xem. Ui, thật sự là trò chơi Mạc Thế. Cái video này là mà lên tới 10 triệu lượt xem trong một đêm. Quá hốt. Mà cái video của AD làm đây thì chỉ có vài nghìn lượt xem. Ây, quá kém. Hợp tỷ à, ở đây đang bị bao vây, còn không mau tới cứu nàng sao? Còn công ty của chúng tôi sẽ bốc thăm trên bình luận 50 người xem sẽ may mắn tặng miễn phí tặng cô về game. Hai người nghe nói hắc ám Mạc Thế chưa? Cái trò chơi này cũng quá tuyệt vời rồi, rất là chân thật luôn. Bây giờ còn có ai mà không biết này chứ? Phát bì vị nữa, này là lượt xem liền vượt 1 triệu rồi. Ôi, nhanh lên đỉnh bình luận đi. Vạn nhất là cướp được cái tư cách đâu vào thử game xem. Chủ tịch à, chúng ta vẫn không tìm được công ty phát hành bộ này. Chủ tịch công ty hữu hạn khoa kỹ thuật tương lai Vương Tiểu Quốc à, bảo tất cả nhân viên công ty bình luận dưới video nhất định phải cướp được tư cách thử game. Giờ nếu như cái trò chơi này thật sự như video BV thì đúng là một bộ game của thời đại. Tôi tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Lính đặc nhiệm giải ngũ Kiwi. Súng ống dụng cụ cũng quá chân thật. Đây thật sự là trò chơi sao? Là lão gia tự sao? Nhân viên giao hàng đây. À, cảm ơn, buổi tối đã đợi rất lâu rồi đó. Lão gia tử chúc mừng bạn đã đạt được 2 triệu sub. Các bạn hữu à, tôi đã lấy được tư cách thử game rồi. Tôi sẽ dẫn mọi người cùng nhau xem thử chất lượng trò chơi này rốt cuộc như thế nào. Chamber đổi danh lão gia tử. Ý là nói cô nàng này là cô nàng live stream. Live rồi stream đó. Tại nông trường. Quá trình xây dựng tăng thi đã hoàn thành. Đây cũng là cùng trong hình giống như nhau như đúc à. Cứ như vậy thì hoàn thành xây dựng 50 mô hình người chơi. Tại sao ngươi phải đem mỗi một tăng thi trước mặt thay đổi hình dáng vẽ của con người vậy? Trước còn dùng những tăng thi này tới quay video không thể hiểu nổi nữa. Chẳng lẽ anh đối với những thứ tăng thi này có sở thích gì quá gì sao? Ai không có, cô cứ chờ xem là được rồi. Ai không sai, chú ý của tôi chính là đem cái Mạc Thế này ngụy trang thành mô phỏng trò chơi trên mạng. Sau đó thì lợi dụng bờ vờ trong trò chơi hấp dẫn người chơi tiến vào trò chơi. Những tăng thi bị tôi cho sống lại chính là nhân vật của bọn họ sau khi tiến vào trò chơi.
Trước lúc này, tôi đã góp nhặt tất cả tài liệu của người chơi thử. Sau đó thì lợi dụng năng lực tăng thi lành chúa, đem những mặt tăng thi này trở nên giống với người chơi. Toàn bộ chip sóng điện nó bình thường, nhưng anh thực sự tìm được 50 vật thí nghiệm rồi sao? Đúng, đừng có lo lắng, nó hoàn toàn ổn. Toàn bộ mũ trò chơi chuyển vào chính thức mở. Bọn họ thật sự chỉ tiến vào trò chơi sau. Có nghĩa là thằng mình đang chơi cái trò chơi gọi là thực tế ảo đó. Không chế sóng điện não chính thức chạy. Người này căn bản cũng không động đậy nè. Là chù, anh quả nhiên là hù dọa người khác mà. Wow, thật giống với người BV tuyên truyền cảnh tượng giống nhau y như đúc. Núi này, nước nữa này. Nếu mình đã làm như vậy thì khác gì những người khác cũng đều xuyên không qua đây được hết. Thật sự sống lại rồi kìa. Còn có tiểu tí tí nữa nè, trong BV nữa. Wow, cái cảm xúc, cảm giác chân thực như vậy nè. À, ngươi sợ chỗ nào vậy? Ây da. Wow, thậm chí ngay cả cảm giác đầu đớn cũng chân thực như vậy. Cái này không phải là trò chơi à? Thật giống với xuyên việt vậy. Cảm giác điều khiển rất là chân thật. Trò chơi này cũng quá nài rồi. Cuối cùng cũng tiến vào trò chơi rồi. Trò chơi này vườn tiểu quốc tôi đã vào. Cái cổ thân thể này có chút cứng ngắc. Vẫn là cơ thể mình linh hoạt hơn. Hoan nghênh các vị đã đến trại tị nạn Ám Nguyệt. Tôi là Chu Viễn thủ lĩnh này ở nơi này. Chẳng biết bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới chưa? Bà, lệnh chúa trại tị nạn. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một số quy tắc cơ bản. Thứ nhất, trong trò chơi khi chết, trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Nhân vật sau khi chết sẽ trực tiếp bị xóa. Muốn tiếp tục du ngoạn phải bị xóa. Muốn tiếp tục du ngoạn là phải tạo nhân vật một lần nữa. Và Nervouser này giống như thật vậy. À, xin hỏi cô có chuyện gì không? Không có chuyện gì. Chỉ là tôi muốn thử một chút độ tự do của trò chơi này thôi. Vừa vào thì chết. Thế là lệnh chúa trời thì nè. Nghèo. Vì vậy mọi người không nên tùy tiện tìm chỗ chết. Chết là xóa. Cũng quá cứng rắn rồi đi. Cô cá tính tôi thích. Dù sao thì cũng trong giai đoạn thử nghiệm. Nói không chừng có phải xóa game chết thì chết thôi. Tôi đã trở lại rồi đây. Ngay cả cảm giác chết cũng quá chân thật như vậy. Trò chơi này tôi nhất định đầy số. Thứ hai, những Nervouser này cùng mọi người khác nhau. Không có cách nào sống lại. Cho nên không được phép tổn thương Nervouser ở trại tị nạn. Nếu không, trực tiếp thấy rõ cái tư cách vào game. Những người không có idea chính là Nervouser. Người chơi có thể thông qua sử dụng chỉ lệnh quan sát tới mục tiêu xác định là Nervouser hay là người chơi. Thân phận người chơi lão già tử. Thân phận người chơi lãnh chúa trại tị nạn, tên thì không biết. Không thể tổn thương Nervouser, nên bên trong trại tị nạn nói cách khác, nếu như rời khỏi trại tị nạn, nó không cần tuân thủ quy tắc này chứ. Kiwi, không sai. Vốn trò chơi tự do độ rất cao. Trên lý thuyết mà nói thì mọi người có thể làm bất kỳ chuyện gì muốn làm. Điều kiện tiên quyết là mọi người thực lực có thực lực cùng trang bị lợi hại. Nhưng mà làm như thế nào để tăng thực lực đây? Và trang bị chứ. Trò chơi chân thật như vậy đánh quái nhặt trang bị không khỏi quá kỳ quái. À, lãnh chúa trời gì nè. Giết tàn thì có thể nhặt được một loại vật chất được đặt tên là thi tình. Dùng nó để đổi đồ dùng cùng trang bị.
thằng Minh Khôn. Dĩ nhiên hoàn thành nhiệm vụ của nợ bờ sơ trong trại tị nạn có thể tăng độ hào cảm của nợ bờ sơ, chính là quan trọng, danh vọng cũng có thể có trang bị. Ngoài ra, chỉ cần niệm thầm hệ thống là có thể gọi ra bản hệ thống để tìm kiếm tin tức. Tới đây thôi thì AD đã hiểu được cái thằng Minh này nó định chơi chiêu gì rồi. Ý là cái viên kim tinh kia thì thằng Minh không thể thu được nhiều, đâm ra mới làm một cái trò chơi thế này, là coi như bắt người chơi đánh kim tinh ra đổi. Cái loại kỹ thuật như thế này rốt cuộc làm như thế nào mới được vậy? Có những nội dung khác của trò chơi thì mọi người có thể đi thăm dò. Bây giờ thì đi hưởng thụ mạng mạo hiểm mới này đi. Lãnh chúa trời thì nè, không ngờ dùng con chiếc của Vàng Vàng mà lại có thể ở bất trước ra hệ thống. Trong đầu người chơi thật là quá tốt rồi. Cậu chính là lão già tử rất nổi tiếng trên mạng sao? Không nghĩ tới là có thể gặp cậu ở nơi này. Đúng vậy, em là fan hâm mộ trung thành của chị đó. Yên tâm đi, tôi là người chơi phóng thoáng. Ai muốn ở trại tị nạn làm những thí nghiệm nhiệm vụ chán gì chứ, nhất định là phải giết quái tầng cấp tương đối cao. Không hổ là cao thủ, chị hay quá. Nhưng cái trò chơi này thì lại không có giết quái thần cấp được. Này tôn tật, người dũng cảm hay chết đầu tiên lắm đây. Những tập binh này sẽ trở thành đã lốt đường cho cuộc đời huyền thổi của ta đi. 3 phút sau, trong tại trại tị nạn của Ám Nguyệt. Tại sao tiểu quái lại mạnh như vậy chứ? À, cái đó có nhiệm vụ gì không cần chiến đấu mà có thể nhận không? Dĩ nhiên là khai khoáng đất hoàng, đào mỏ sắt, xây nhà. Những nhiệm vụ này tùy ý lựa chọn. Tôi trước tiên làm cái nhiệm vụ khai khoáng đất hoàng này đi. Kỳ quái, tại sao lại có cảm giác như là bắt đi làm lao động cố sai vậy nhỉ? Ước chừng dùng một ít trị số giả tưởng là có thể làm cho những người này cam tâm tình nguyện vì mình mà làm việc. Ai mình đơn giản là một thiên tài. Bộ này một thể loại rất là hay, mới mẻ. Này, tôi muốn mua một ít trang bị. Ồ, những thi tinh này chắc là đủ rồi chứ? Cái gì? Sao anh lại kiếm được nhiều thi tinh như vậy? Chỉ cần đi tìm zombie giết chúng lấy tinh thở, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà tôi cần trang bị nhiều đồ hơn để tăng năng suất. Anh dùng cái này đi. Cái súng này bán rẻ cho anh nè. Mong nhờ lần biểu hiện xuất sắc đợt mới tới của anh đó nha. Cái thằng lãnh chúa trại tị nạn này khôn quá. M1911 à. Tốc độ khá bén. Cứ như thật ấy nhở. Bởi vì nó là đồ thật mà. Anh thích là được rồi, nếu làm tốt. Khu tị nạn sẽ cung cấp rất nhiều vũ khí trang bị xịn sò hơn. Cứ chờ ha. Thủ lĩnh khu tị nạn. Thực lực của anh ta không tệ. Không chừng có thể trở thành trợ thủ đắc lực khi chiến đấu đấy. Thủ lĩnh, có chuyện gì sao? Tôi cũng muốn mua một ít vũ khí và trang bị. Thủ lĩnh khu tị nạn Vương Tiểu Quốc. Ok, chỉ cần có tích điểm nhiệm vụ hoặc là tinh thở thì có thể đổi lấy trang bị thiết bị. Trên người tôi không có tích điểm và tinh thở. Vậy có tới mua sự cô đơn à? Nếu như không có chuyện gì thì đừng có mà trêu chọc mấy cái NPC đó. Game này của anh không phải để kiếm tiền sao? Tôi nạp tiền trực tiếp dùng vàng để mua đồ của anh. Nói đi, làm sao để nạp tiền? Tôi là ngại quá. Game này tạm thời không có hệ thống nạp tiền. Tất cả người chơi hãy chơi công bằng. Vốn dĩ là game người chơi RMB. Mặc dù có thể dùng cách này để kiếm tiền, nhưng vì uy tín game tạm thời như vậy là khá tốt rồi. Là sao chứ? Không muốn kiếm tiền à? Thứ tôi có chính là tiền. Đừng nói là mua trang bị, mua cả game của anh cũng không thành vấn đề. Tức quá mà. 4
Chứ dù cô là ai ở hiện thực, nhưng ở trong game thì phải nghe lời của tôi. Nếu không, tôi sẽ trừng phạt cô đó. Chỉ là nhân vật game mà thôi. Tỏ rễ vẽ cái đất gì chứ. Anh, tôi cũng có cách khác mà. Mức độ tự do của game này cực cao đó. Chỉ cần không vi phạm quy tắc thì có muốn làm gì cũng được. Chúc cô chơi vui vẻ nhé. Hãy đợi đó. Mọi người chú ý, tôi hiện muốn thu mua ti tinh thở, trả tiền trước rồi giao hàng. Mua bán công bằng, ai đến trước thì phục vụ trước. Mỹ nữ à, tôi bán 2 viên. Tôi bán 3 viên, thanh toán bằng Omlay hay là Virgin đây? Không ngờ lại có thể dùng bằng cách này. Đúng là có tiền thì làm gì cũng được. Sao nào, bây giờ có thể bán trang bị cho tôi rồi được chưa? Cô có tiền, cô muốn gì cũng được, cứ cầm hết đi. Đúng là đại gia mà. Tôi đã chặt xong cái đống củi này rồi. Tôi đã cày xong cái mảnh đất này rồi. Vậy thì cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Tôi được tích điểm rồi nè. Wow, 150 điểm rồi. Tôi còn thêm 500 điểm nữa thì có thể đổi được trang bị rồi. Nào, hãy giao cho chúng tôi nhiều nhiệm vụ hơn nữa. Vậy thì đi sửa lại mấy nhà đi. Còn đi thu gom dược liệu nữa. Ai, cái đám người đó bị sao vậy? Làm không công mà vui vẻ như vậy. Lẽ nào bị thích ngược đãi ư? Cô nàng này cũng chưa hiểu được. AD hiểu được cái cảm giác người chơi game mà. Chơi game thì tất nhiên là không công đứt cày rồi. 3 ngày sau. 3 ngày gần đây, dưới sự giúp đỡ của các mà thì cho nên việc xây dựng lại trại tị nạn ám nghiệt vô cùng suôn sẻ. Không chỉ thế mà thù lao của bọn họ yêu cầu cũng rất là thấp. Hơn nữa tinh lực của bọn họ vô cùng dồi dào, làm rất nhiều việc mà không mệt, hình như còn rất vui nữa. Cứ theo cái tiến độ này, không lâu nữa trại tị nạn có thể chuẩn bị mở rộng quy mô rồi. Nếu không có chuyện gì khác thì tăng hộp thôi. Thủ lĩnh à, đợi một chút, tôi có việc muốn hỏi anh. Hả, muốn tâm sự riêng ơi, chuyện gì thế, tôi cũng muốn tỏ tình đúng không? Ai được nói lên tin, hai người cứ đi trước đi. Vâng vâng, cô muốn hỏi gì cứ nói đi. Thủ lĩnh à, người khác không để ý, nhưng tôi rất muốn biết, người đứng sau điều khiển sống não của zombie, rốt cuộc là ai vậy? Quả nhiên, với nhiều khác thì dễ đối phó rồi, mà muốn giấu cái cô gái thông minh như vần vần thì đúng là chẳng dễ dàng gì. Chẳng là mấy cái người giàu có ở cao cấp ở khu dân cư mà thôi. Bọn họ có nhiều tiền và thời gian nên muốn tìm thú vui ấy mà. Hóa ra là như vậy. Vâng vâng, tất cả những việc tôi làm đều để có thể giúp mọi người sống tốt hơn. Hãy tin tưởng tôi đi. Tôi cũng sẽ dùng năng lực và kỹ thuật của mình để tiếp tục giúp đỡ anh. Cảm ơn nhé. Không xong rồi, bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Lão già tử, đồ ăn trộm, là cướp mình đúng chứ? Là giữa thanh thiên bạch nhật chạy đến nhà người ta ăn cướp. Tôi là người chơi, vào nhà của nhân vật trong game lục lọi tìm đồ. Điều đó vô cùng hợp lý, cũng rất logic mà. Có vấn đề gì sao chưa? Xảy ra chuyện gì đó? Mọi người đang cãi nhau cái gì? Thủ lĩnh, anh phải phân xử rõ cho tôi. Cái tên này vừa nãy rõ ràng tùy vào nhà lấy trang bị của tôi đi, lại còn ra vẻ cày ngày không sợ chịch đứng nữa chứ. Ở đây không phải gọi là hoàn toàn tự do sao? Nếu như vì như vậy thì tôi trộm cắp cũng không có vấn đề gì chứ. Cái gì? Cô mà trộm cắp, cô rõ ràng là ăn cướp tráng trợn. Áo giáp của tôi, súng của tôi, đến cả quần lót của tôi cũng cướp. Tôi chỉ muốn xem thử có trang bị được hay không mà thôi mà. Lão gia tử là cao thủ nổi tiếng, rất ít trong việc quảng cáo game. Xem ra mình phải xử lý thật tốt để thuyết phục được cô ta rồi.
Ở đây đương nhiên là hoàn toàn tự do. Chỉ có quy tắc cơ bản, bây giờ tôi tuyên bố hai người đánh nhau một trận, cô thắng thì coi như không có chuyện gì, cô thua thì phải bồi thường gấp đôi, có được không? Ngon. Con mong cũng không được ấy mà. Vậy tôi không khách sáo nữa nha. Đã xem kỹ năng của cô nàng thế này rồi, đừng có coi thường người ta nha. Tôi cũng học võ mấy năm rồi đó. Quỳnh Xuân Viên, nào, cho ngươi một cú này cái đồ điên. Ây da, con nhỏ này hiện tại vẫn đang rất ảo tưởng, đọc mà cười bớ bụng luôn. Đã bảo ăn trộm đồ đã chết cô, ai bảo cô ăn trộm đồ nè. Ây, sao cái tên này không có tí lương tâm đạo đức nào vậy. Ây da, đừng đánh nữa. Thắng thua đã rõ ràng rồi. Những người chơi này đều là những người hiện đại, đối với đánh nhau không phải là đối thủ của mấy kẻ rình mà âm mặt thế rồi. À, tôi sai rồi, chỗ này và phần tướng bồi thường cho anh đó. Có biết vậy là tốt rồi đó. Sau này mọi người muốn làm việc xấu trên địa bàn của tôi thì phải sẵn sàng trả giá, đây chính là quy tắc. Quang nét. Wow, lão gia tử đã đăng River Game rồi nè. Vậy xem ra game này thực sự quá đỉnh rồi đó. Ai có phải quảng cáo không thế? Hay lão gia tử là người nổi tiếng trong game, review của cô ấy rất là đáng tin. Sớm muộn gì cũng có bản beta thôi. Bản beta là bản chơi thử. Cuối cùng cũng viết xong rồi. Ăn cơm đã, rồi còn online nữa. Có khi nghiện rồi chứ? Hình như hết bia rồi. Mà trong nhà cũng chả có gì ăn. Ai lại phải đi siêu thị gần đó mua chút đồ rồi. Hoan nghênh quý khách đã ghé thăm. Và cái loại mình thích uống nhất đã bán hết rồi nè. Ở đây còn một chai nè. Nếu con muốn thì tôi nhường cho cô. Cảm ơn nhé, đây đã. Tôi hình như đã gặp anh ở đâu rồi đó. Lão gia tử, thủ lĩnh. Lão gia tử à, là thủ lĩnh đại dân Càng Ly nào. Hóa ra cái gọi là thủ lĩnh khu tị nạn lại là không phải là nợ bà sờ, mà là người thật đó. Người bảo sao nhìn trông muốn tẩn thế này. Đó cũng là để nâng cao trải nghiệm trò chơi của người chơi thôi. Dù sao thì công ty chúng tôi cũng biết nhận viên. Với tư cách là người có bộ phận sản xuất game, tôi dĩ nhiên là phải tự mình thử thách rồi. May mà tổng mình nghĩ ra cái lý do này. Không ngờ người tạo ra cái loại game đỉnh như thế lại trông bình thường như vậy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dung. Tôi cũng không ngờ game tủ Mỹ nổi tiếng ở trên mạng lại có cuộc sống bình thường đến như vậy. Nhợt nhạt đến như vậy. Đây gọi là giải phóng bản thân. Còn nữa, tôi không phải là MC siêu gì đâu nha, mà là MC Hardcore Game. Điều mà fan của tôi thích đó chính là cá tính và kỹ thuật chơi của tôi, chứ không phải vì vẻ bề ngoài của tôi đâu. Nhưng cô xinh đẹp như vậy, ngoại hình cũng ổn nữa, nếu cứ vây liệu có phải là lãng phí quá rồi không nhỉ? Nhưng cô xinh đẹp như vậy, ngoại hình còn ổn nữa, nói cứ vậy liệu có phải lãng phí quá không? Anh à, cho dù anh nói cái kiểu đó tôi cũng không vui đâu đấy nhé. Đó là ưu thế của cô, có gì mà xấu hổ chứ. Nỡ như cách tận dụng chắc chắn sẽ tăng thêm độ nổi tiếng cho game. À đây rồi, bàn chuyện chính thôi. Thật sự tôi muốn làm một chút khảo sát với người chơi, từ cái góc độ là một người chơi. Cô thấy game mặt thế hắc ám có chỗ nào cần phải cải thiện không? Đầu tiên là nội dung game hiện giờ quá ít. Nếu có thể mở rộng hệ thống phó bản, chắc chắn sẽ thú vị hơn. Ngoài ra, thay vì khảo sát bằng câu hỏi, thì tại sao không lấy thân phận là người chơi game đi trải nghiệm game của mình chứ? Cũng có lý đó. Vẫn thực là một câu chí điểm ngộ ra tồn phần. Tôi biết nên làm thế nào rồi.
Bây giờ tôi về sửa lại game đây. Cảm ơn cô nhé, lão gia tử. À, ít nhất cũng nên hỏi tên mình rồi đã đi chứ. Tôi tên là, không phải là lão gia tử. Hệ thống hiển thị có thể sử dụng hệ thống khu thí luyện không? Trong khu thí luyện chỉ tạo ra quái vật và trạm kiểm soát. Sau khi đánh bại quái vật thì có thể nhận được giải thưởng. Khu thí luyện có cấp 10, có 10 cấp. Cấp càng cao thì càng khó, giải thưởng sẽ càng lớn hơn. Tiêu 500 điểm để đổi lấy cấp 1 khu thí luyện. Khu thí luyện đang hình thành. Hệ thống hiển thị khu thí luyện đã hoàn thành. Tu viện mà thì đồ khó thách đấu 1, số người thách đấu 1-4, giải thưởng thách đấu trang bị sách kỹ năng. Trừng thú cưng bốt và mà thì xấu xí cấp 2. Thế như đề nghị thì thằng men gọi là thế giới của men đi. Nhưng mà những người chơi thì đa số là làm việc miễn phí, là một giám đốc và sắp xếp công việc thôi. Mong rằng sẽ không bị lãng phí số điểm này, không thì mình lỗ to mất thui. Thông báo cho mọi người một tin tốt, đó là game chính thức mở ra hệ thống phó bản. Chỉ cần tốn một viên tinh thở vàng là có thể tham gia. Rất nhiều giải thưởng lớn, hoan nghênh mọi người đã tham gia. Quà dè cuối cùng cũng được chơi phó bản rồi. Có phải đến cài hoàng không vậy? Người chơi mà cảm giác như vậy là đúng rồi. Lão gia tử à, nói không sai. Cứ đứng trên lập trường thì rất khó phát hiện ra khuyết điểm cho game. Cho nên mình không làm NPC nữa. Hệ thống hiển thị tiêu hao 100 điểm nhận được kỹ năng thay đổi hình dạng. Thay đổi hình dạng có thể nhận được một hình dạng mới. Ngoại hình, cơ thể đều có thể thay đổi. Hệ thống này thật là có ích mà. Nếu thế thì mình có thể ngụy trang thành người chơi để trải nghiệm game rồi. Có ai muốn lập nhóm đến phó bản không? Thiếu mất 3 người nè. Cô gái à, có muốn thêm tôi không? Xin hỏi tôi có thể tham gia vào nhóm được không? Úi cha, đẹp trai quá đi. À, quá khen rồi. Nói thì cũng bằng thừa, cái bộ mặt này chính là do tạo hình giống như ngàn tổ Vũ Yến Thành Vũ đó. À đợi chút, sao tôi cảm thấy anh cứ quen. À chắc chắn là trước đây gặp nhau ở đâu rồi. Chúng ta mau đi đánh phó bản thôi. Hai người muốn lập nhóm phó bản sao? Muốn thêm hai chúng tôi thành một nhóm không? Lục Nhân Cổ Level 3, Minh Ti Vương Level 3. Mọi người chia đều chiến lợi phẩm kiểu gì? Cao thủ nổi tiếng từ đây quả nhiên không thể che giấu được sao? Sao nào? Có muốn cho họ tạm gia không? À tôi không có ý kiến. Lập nhóm đã xong, mục tiêu đó là phá đảo phó bản. Go 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 go. May mà nha đầu ngốc này không nhận ra mình. Hơn nữa cũng chỉ là phó bản đồ khó thấp nhất, chắc là không có gì đáng lo cả. Adder mà, gọi là gaming đó. Phó bản này khó đi quá. Có phải là do trang bị của chúng ta không đủ, hay là do cấp thấp quá không? Chết tiệt, vốn dĩ muốn thử xem có vượt qua đầu tiên hay không. Nghe đây, đời vượt qua phó bản đầu tiên chắc chắn là lão gia tử ta đi rồi. Hệ thống hiển thị chúc mừng Y Kiều, người đầu tiên vượt qua phó bản tu viện mà thì. Đúng là tự vả mặt mình mà. Chơi game thôi mà, vượt qua đầu tiên thì quan trọng sao? Game này rất là nguy hiểm, mọi người phải chú ý vào, không cần để ý mấy cái thứ vế vẩn đã đầu. Cô cũng lật mặt nhanh quá rồi đó. Anh kia đợi chút. Gì vậy? Đồ hỗ trợ của anh chắc đã dùng hết rồi. Cầm đi, tránh bị quái vật giết chết. Cảm ơn nha, sự giúp đỡ này của tôi sẽ ghi nhớ. Không còn phải cách sáo. Đồ tốt như vậy là đi cho người ngoài, còn chúng tôi phải dùng đồ dởm sao? Tôi muốn làm gì với đồ của tôi cũng không đến lượt anh chỉ dạy đâu.
À, cái tình này, mày tự cho mình là tài giỏi cái gì chứ? Ai đều là đồng đội mà đến cái kích động. Mọi người chuẩn bị đi, tôi sắp mở phó bản rồi đây. Hệ thống hiển thị đang tham gia phó bản. Tu viện mà thì sau 3 giây sẽ vào phó bản. Hệ thống hiển thị đã tham gia phó bản, thời gian 60 phút, điều kiện đến bài bốt thành công. Bầu không khí thật là tuyệt vời, xem ra người sản xuất game này đã nghe ý kiến của tôi rồi. Ồ, cô Quang, người sản xuất game này ư? Đúng rồi, tôi còn dạy anh ta nhiều điều lắm đó. Mọi người nhìn kìa. Rắn, rắn, tôi sợ nhất là rắn đó. Cẩn thận. Đầu của mấy con rắn này rất là ít, đến một lần là hết. Mọi người cẩn thận, không phải sợ. Chết đi. Còn bỏ đánh mà. Ôi, thật là kinh khủng, mấy con rắn chết tiệt, chết cho tôi. À, không thể chịu đựng được nữa. Sợ quá mà. Ôi, thật là kinh khủng quá. Cô còn kinh khủng hơn đó. Chết rồi. Sao thế? Tôi bị cắn rồi. Mọi người cứ đi đi, mặc kệ tôi. Để tôi rút máu từ từ cho chết đi. Hay không phải lo, chất độc của mấy con rắn này không mạnh, chỉ cần hút độc ra ngoài là được rồi. Để tôi giúp anh. Mặc dù chúng ta mới quen nhau, nhưng cũng coi như là anh em. Chuyện này tôi làm được. Lục cả ơn từ nay tôi sẽ nhớ mãi. Cảm kích. Ây da, kỳ lạ ghê. Ây da, mắt tôi cay quá, cay quá. À, ra đây với tôi một chút được không? Ok. Có chuyện gì mà không nói ngồi kia? À, thật ra tôi vừa mới phát hiện tôi hình như cũng bị cắn rồi. Bị cắn ở đâu để tôi giúp nó hút, giúp cô hút ra nó mau lên. Không thì độc rắn mà tiếp tục hút nữa thì 5 phút sau cô sẽ chết đó. Bị cắn ở đây. À, chỗ đó sao hơi bất tiện nhỉ? Con gái như tôi cũng không cảm thấy bất tiện. Hơn nữa chỉ là ghê thôi mà. Có gì mà không thể chứ? Hay là anh sợ? Trong từ điển của tôi không có từ sợ nhé. Vậy thì tôi bắt đầu đây. Là thật, rõ ràng là game thôi, mà tại sao cảm giác như thật vậy? Cảm ơn vì đã chiều đãi. Chiều đãi cái gì chứ, không được nói chuyện này cho ai khác biết đó. Nếu không, tôi sẽ không còn mặt mũi gì nữa. Đã đói hút sạch rồi, cảm ơn anh nhà Luca. Sau này có việc gì khó nhất, tôi nhất định sẽ giúp. À, vậy thì tôi không sẽ xáo đâu, thật ra tôi cũng bị cắn. Ây, chuyện nhỏ mà. Tôi chỉ giúp anh hút sạch hết, một giọt cũng không còn. Tôi lúc này không để ý ở đằng sau. Hả? Lễ nào là? Các anh đã hút xong chưa? Chúng ta tiếp tục thôi. Đi đã, các anh đang làm cái gì vậy? À, cậu đã. Mọi người à, không như hai người nghĩ đâu. Nghe tôi giải thích đã, tôi chỉ hút độc thôi mà. Ây, xin anh tránh ra tôi một chút, cảm ơn. Thời gian còn lại 49 phút 13 giây. Phó bản này được gọi là tu viện ma thi. Mà sao chẳng thấy con quái thi, quái vật ma thi nào vậy? Yên tâm đi mi nữ à, dù có ma thi thì chúng tôi cũng sẽ bảo vệ cô thật tốt. À, tôi không cần người thích ăn xít như anh bảo vệ đâu. Ây, tôi không phải là ăn thứ đó mà. Cái gì vậy trời? Ma thi đầm lầy cấp độ 1. Giới thiệu, ma thi ẩn núp ở trong đầm lầy, tuy không mạnh nhưng giỏi và đánh lén. Ây da, đau đầu quá, đầu sắp bị cắn cho vỡ rồi nè. Cúi đầu xuống. Kiếm pháp của anh đỉnh quá, lướt qua da đầu của tôi luôn. Anh ở hiện thực chắc là thợ cắt tóc có phải không? À, thực ra tôi chỉ cái lỡ một chút thôi à. Hả, lỡ tay một chút của anh đây sao? Đừng có cãi nhau nữa, các anh nhìn đi.
Ở đây còn rất nhiều ma thi đầm lầy đây nè. Ở đây còn rất nhiều là ma thi ở đầm lầy nè. Chỉ là một cái đám zombie cấp 1. Một mình cũng cân được hết. Nhưng nếu cứ để mình ra tay mãi như vậy thì chẳng... Thì những người chơi này cũng chẳng rèn luyện được cái gì cả. Mày dám làm thương cái đầu ối quý bố của tao mối thù này. Tao phải tính sổ với mày, mở chế độ cường hóa cơ bắp. Sẵn sàng đón kinh thịnh nộ của tao chưa nào? Cái gì vậy trời? Đó là kỹ năng cường hóa cơ bắp của Vương Tiêu Minh. Thì ra cái tên này là huấn luyện viên thở hình ở mấy cái kỹ năng như vậy à? Thích chết rồi. Ui, đỉnh quá. Không có ngờ năng lực của những người chơi này ngoài đời lại có thể phản chiếu vào trong đây. Đây có thể là một trong những hiệu quả của hệ thống hả? Còn tên nào nữa không? Tên nào? Chuyện gì vậy? Sao anh ấy đột nhiên lại biến thành người da bột xương vậy? À, vì cấp độ anh ấy quá yếu, quá thấp nên kỹ năng chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn. Hơn nữa, sau khi sử dụng kỹ năng này xong sẽ tạm thời rơi vào tình trạng yếu ớt. Hả? Vậy thì không nên tiện sử dụng kỹ năng nguy hiểm như vậy sao? Hệ thống hiển thị nhiệm vụ phụ đánh bại 10 tên zombie đầm lầy cùng một lúc, phần thưởng nhiệm vụ thì nhận được kỹ năng cường hóa cơ bắp. Ồ, nhiệm vụ phụ mà cũng có phần thưởng kỹ năng ư? Vậy thì tuyệt vời quá rồi. Muốn giải quyết cái đống zombie này thì dễ, nhưng mà cùng một lúc đánh bại 10 con phải động não mới được. Hai người mau leo lên cây đi, để tôi giải quyết bọn chúng. Leo lên cây cũng vô ích thôi, bọn chúng cũng biết leo cây đó. Mau lên đi, tôi tin anh ấy. Hóa ra là như vậy, một phát là xong mà. Dùng cổ kiếm sấm sét của mình đập cho chúng nó một trận như tử. Cổ kiếm sấm sét đạo phá cá điện. Mùi vị của điện cũng không tệ nhỉ. Hệ thống nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ đánh bại 10 tên zombie đầm lầy cùng một lúc, phần thưởng nhiệm vụ là nhận được kỹ năng cường hóa cơ bắp. Cường hóa cơ bắp, cường hóa cơ thể nhanh chóng, giúp cho năng lượng tại một thời gian nhất định tăng lên mạnh mẽ. Và thật là lợi hại luôn, một chiêu diệt sạch rồi. Dùng phương pháp dân điện để giải quyết hết cái đống này. Anh cũng thật thông minh mà. Ui. À ơi, cứu tôi. Cái tên chưa chết nè. Ôi, cô vừa dẫm lên. Hình như là Vương Tiểu Minh. Bây giờ bảo sao lại trông giống mấy cái tên kia. À ôi, chỉ chút nữa thì dẫm chết đồng đội. Cô dối thật đấy. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Tôi không lợi hại như vậy đâu. Ôi, ai khiên cô chứ. Vậy ai bắt anh dùng kỹ năng đó? À, mọi người nhìn kìa đi. Hệ thống hiển thị boss trùm cuối xuất hiện, mọi người hãy chuẩn bị chiến đấu. Wow, đây là boss trùm cuối rồi, mọi người cẩn thận. Hệ thống hiển thị hoa xác chết đầm lầy boss cấp độ 2, giải thích thì thực vật kỳ lạ nằm im trong đầm lầy, thích ăn xác chết sinh vật. Ôi, cái tên này là boss đầm lầy này sao? Xem tao xử mày thế nào. Cường hóa cơ bắp không được dùng hả? tại sao chứ? Ôi, tại dùng phụ của kỹ năng này quá lớn, chúng tôi không thể chấp sau anh khi anh hết năng lượng được. Tốt hơn là anh không cần phải chiến đấu đâu. Nhưng mà chúng tôi chỉ là đơn vị cận chiến thôi à. Đối với chúng tôi mà nói thì súng và đạn thì không rẻ chút nào. Sao còn nói sớm, tiểu gia đi có cái khác không có, nhưng thì súng thì không thiếu đâu. Ôi trời ơi, lợi hại. Tôi có thể sửa súng quanh được không? Dễ gây hiểu lầm nha. Ba người anh bình thường giúp tôi cái nhìn lên đi. Một mình tôi bắn không đủ. Đàn ông phải bắn sung sướng như vậy. À đúng, đến thời rồi.
May mà cái trò bắn súng bây giờ còn khó lắm. Hai cái tên này chỉ cần cầm súng lên là bắn được rồi. Ba người cùng bắn, con bốt này trụ không lâu được nữa rồi. Lạ thật, sao con bốt này lại không mất một hột máu nào nhỉ? Cái gì? Không thể nào. Máu vừa mất một lúc là đã đầy rồi kìa. Có phải bị lỗi rồi không? Ây da, tiếp máu 100% full. Tôi hiểu rồi. Con bốt này nuốt những con zombie đầm lầy ở bên cạnh để nạp máu cho nó đó. Vậy thì làm sao đánh chết nó được đây? Yên tâm đi, để nó ăn hết zombie rồi thì nó sẽ... Nó sẽ bắt đầu ăn thịt người sống sao? Đừng ăn ta chứ, ta không phải là thành phần bốn hoa đâu. Chúng tôi đến cứu cô đi. Chúng tôi cũng đến giúp. Ê, không phải nói cứu tôi sao, một ra tay đi chứ. À, kỹ năng của tôi tan hồi. À, tôi cũng hết đạn rồi. À, tôi thì cầm vào súng thì sẽ chết liền. Ai đúng là một lũ háo sắc, lại có thể để đây bà đi thôi, tự ra tay à. Ý dạ, gặp đồng đội thế này chắc cũng chết. Tiêu rồi, nếu rơi từ độ cao này xuống thì chỉ chết mất tôi. Tâm, tôi bắt được cô rồi. Anh... À... Dạ, đau quá. Ôi, mấy cái kỹ năng côn trùng ý mà, âm thanh kinh khủng thực đó. Đáng tiếc rằng, level của tao lại cao hơn mày rồi. Đạo pháp cá điện, double kill. Bika. Chu. Trời, chỉ là một con zombie cấp 2 mà thôi, không tốn sức lắm. Hệ thống hiển thị, hành động của bạn đã chọc giật boss rồi, khiến cho boss xuất hiện biến dị hoặc ăn thịt người đầm lầy, boss biến dị cấp độ 3. Và lại biến dị nữa rồi, có như vậy nếu đánh bại được nó thì chắc chắn nhận được nhiều phần thưởng hơn. Anh vừa cái đớt gì vậy, chúng ta đánh nổi nó sao? Sao lại thành như vậy rồi, boss không phải bị dẫn điện chết rồi sao? Nguyên nhân chỉ có một, theo như quy tắc của Pokemon hệ cỏ khác chớ hờ điện, cho nên việc anh tấn công vừa xong tất cả tỷ đều là vô ích. Lúc này phải dùng kỹ năng của hệ hỏa. Ôi, lúc nào rồi mà còn ở đấy phần với trà tích hả? Cẩn thận mà chuẩn bị thần hư của lực sự từ từ địa ngục đi. Ây da, sau khi biến dị thì con có học được thêm nhiều một thức mới cơ à? À, đi. Mọi người cẩn thận, chất nhầy của nó có thể ăn mòn đó, tuyệt đối không được để bị dính vào đó. Thôi rồi. Ôi cha, mấy người cũng nhìn trần nhìn tay quá nhỉ. Cứu tôi với, lão già tử cô. Nó chỉ ăn mòn quần áo thôi à? Đây rốt cuộc là thứ quái gì vậy, thật là kinh tởm. À, để một chút để tôi lau sạch trước đã. À, cẩn thận. Ôi, đêm của mày cũng nhiều quá nhỉ. Ý, vẫn bị dính, may mà mình có thể trụ được. Chắc là như người khác, chắc bị ăn mòn đi chết rồi. À, tôi có cách rồi. Gì đây? À, không giấu gì, nghề nghiệp của tôi ở thực tại là một giáo viên dạy hóa, nên kỹ năng mà tôi nhận được là hóa hợp tổng hợp. Kỹ năng này có thể dung hòa tính chất hóa của hai vật tạo ra thành một vật mới. Đơn giản gì sao? Bây giờ tôi có một bình xăng và một sợi vải, chỉ cần dùng kỹ năng của tôi thì có thể biến chúng thành thuốc nổ. Ây, đây không phải là ghép hai cái chữ lại với nhau tôi sao? Chẳng liên quan gì tới kỹ năng của anh cả. Nếu là tôi cũng làm được đấy nha. Lời hại thế cơ mà. Nếu như điện không có tác dụng với mày thì nó tự lửa. Xem sao. Chết đi. Chết nè. Toàn hệ thống hiển thị.
đánh bại boss thành công. Chúc mừng đội lần đầu tiên đánh bại boss biến dị. Người tham gia sẽ được nhận thêm phần thưởng. Quà, người chơi đã vượt qua thử thách nhận được phần thưởng 4 rương quà. Hệ thống hiển thị bột Bonitin tăng cơ bắp hiệu quả sau khi sử dụng, có thể tăng sức mạnh cơ bắp tạm thời, có kết hợp với các kỹ năng khác. Tuyệt vời, giống cái này thì tôi có thể có cơ bắp cuộn cuộn rồi. Hệ thống hiển thị áo giáp sát hiệu quả thì cực kỳ kiên cố, không chỉ chống đạn mà còn giữ được phần ngực sàn chắc. À, cái này nhìn kỳ cục ghê ta. Hệ thống hiển thị sách kỹ năng Hia Sót, sau khi sử dụng thì sức hủy hoại của một viên đạn tăng lên tới 300%. Wow, tao sẽ bắn bại hết chúng mày, hơi quá đi à. Còn biết mình nhận được cái gì đây? À, vật phẩm quý hiếm đó nha. Ui, mắt của tôi. Đây là, chắc là thứ xịn sò lắm. Hệ thống hiển thị một quả trứng hiệu quả. Quả trứng không còn rõ nguồn gốc, hình như là có thể nở ra. Cái đồ, chiến đấu cực khổ như vậy mà chỉ cho một mỗi quả trứng thôi à. Hệ thống hiển thị, vì thành tích đáng chúc mừng của game này, bắt đầu từ hôm nay, lượt đăng ký mới sẽ được mở lần lượt. Xin mời người chơi và cũ giao lưu với nhau, cùng nhau xây dựng mặt thế hòa hợp. Cuối cùng cũng được đăng ký rồi, ai mừng quá. Quả thật là giống với lão già tử review. Là lão già tử nè, thì bối ơi, có thể nói cho tôi biết làm thế nào để lên cấp nhanh khi mới vào được hay không? Muốn giàu thì đi chặt cây, muốn nhanh lên cấp thì đi cày cấy. Đi anh bạn ơi. Wow, không mổ dành là game cho thế hệ mà. Ngay cả cách chơi cũng rất có ích nữa. Bây giờ tôi sẽ đi làm việc ngay đây. Chỉ cần cứu sống mảnh đất này là có thể đổi được trang bị mới ư? Đồ ngu, phải đổi đồ làm ruộng cao cấp trước chứ. Tích được nhiều đồ xịn sò, làm việc như vậy sẽ nhanh hơn. Hiểu không vậy? Lực lượng lao động mới xuyên hơn so với lứa đầu. Việc xây dựng trại tị nạn thì càng ngày càng tiến hành thuận lợi. Đấy chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hiệu quả công việc này của họ sẽ càng ngày càng cao hơn. Dân số 99, sản xuất lượng lương thực, dì rù, sản xuất nguồn nước không, ngăn năng lượng thì phòng ngự cũng có điều tăng số lượng người chơi thì dẫn đến lực lượng lao động bị thừa. Tôi nghĩ là có nên xem xét mở rộng căn cứ mới không. Nếu chỉ còn một căn cứ này thì người chơi sớm sẽ thì chán, cho dù thì vì thu hút nhiều người chơi hơn nữa hay là mở rộng thế lực đều phải có thêm căn cứ mới. Gần trại tị nạn ám nguyệt thì còn có chỗ nào để sử dụng được không? Có thì là có, nhưng đều là nơi bị zombie chiếm hết rồi. Hơn nữa cái gì? Những địa điểm đó đều bị trong phạm vi quản lý của khu định cư trung tâm. Muốn có quyền quản lý thì phải có được sự ủy quyền của mấy người ở đó. Sau khi mặt thế nổ ra thì cuộc khủng bố chính quyền sụp đổ, luật lệ phá bỏ. Các khu định cư đã bị chia cắt thành các vùng lãnh thổ riêng biệt. Mà cái khu ở của chúng ta đây thì được quản lý bởi khu định cư trung tâm. Quyền khống chế của khu định cư trung tâm đã bị chia nhỏ lớn bởi những thế lực lớn. Người nắm quyền cao nhất đó là Phúc Xà. Nghe nói còn là giác tỉnh giả cực mạnh. Trộm cướp chiếm cứ một vùng, anh hùng trong thời loạn lạc ở khắp nơi. Nhưng có súng thì là vua cỏ. Chúng ta cứ tiếp tục mở rộng đi, nhớ sau này xảy ra rung động với bọn chúng. Không sống rồi, khu định cư trung tâm phái một nhóm người đến, nói là đến thu thuế. Cái gì cơ? Xem ra không cần đợi đến sau này rồi, chúng ta đi gặp bọn chúng. Tôi là nhân viên thu thuế khu định cư trung tâm, đề cử đến. Theo luật thì phải, mỗi tháng phải đóng 50% thuế. Các người mau nộp đi, đừng để lãng phí thời gian nhé. Lúc chỗ này bị bọn ngã làng chiếm đóng thì các người có tiền quan tâm đâu. Bây giờ còn bày đặt đến thù thuế dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái này. Ôi hả, gì vậy trời? Ồ, hàng sớm mới tươi à. Ngon. Nhưng mà vô duyên vô cớ động vào người của chúng tôi.
cũng phải hỏi xem chúng tôi có đồng ý hay không đã chứ. Sao? Sao có thể chứ? Rõ ràng là ta bắt trúng mày rồi mà. Cảm ơn anh nha. Anh không bị thương chứ? Không sao đâu, bởi vì tôi có bảo bối rồi. Ôi, biến thái thật. Chào ông, tôi là thủ lĩnh của tà trị nạn, chú Biển. Xin hỏi tôi giúp được gì cho ông không? Tôi là nhân viên thuế ở khu định cư, trung tâm cự đến. Có anh đã nộp thuế cho chúng tôi, thì có được sự bảo vệ an toàn cho mọi người. Cớ sao lại không làm? Thế như tôi được biết thì lúc trước chỗ này bị bộ ngã làng chim đóng. Đã từng gửi tín hiệu cầu cứu ở khu định cư trung tâm. Nhưng hình như các ông không hề bảo vệ bọn họ. Lúc đó quân số cho chúng tôi thiêu túng, chi tiêu cũng không nổi. Bây giờ chúng tôi không phải đã cử người đến rồi sao? Lúc con thì không đến. Mọi chuyện kết thúc rồi thì vác cái băng mặt dày đến thủ thuế. Ông không phải cũng đang ý mạnh hiếp yếu đó sao? Bọn ta hôm nay đến đây chính là để ức hiếp mấy người bọn mày đó. Giờ sống, nếu bọn mày muốn cưỡng chế chống thuế thì ta cũng không ngại tốn thêm mấy viên đạn đâu. Đây đều là đồ trang bị hoàn hảo nhất rồi, sợ chưa? Vậy sao? Anh em, Tại sao bộ mày lại có nhiều vũ khí như vậy? Phần thưởng phó bản. Phần thưởng tích điểm. Đây là của ban công phòng của tôi. Được lắm, coi như bộ mày lợi hại, chúng ta đi thôi, rút lui. Muốn đi à? Muốn đi đâu, cái gì thế? Ông vừa bắn người của tôi một phát, bây giờ tôi trả lại cho ông. Đợi đã, mày muốn làm gì? Một phát, ấy dâu. Bộ mày đợi đấy. Mau cút đi. Thủ lĩnh vạn tuế, có súng thì nói chuyện khí khách hẳn lên à. Như thế này sẽ gây thù oán với bọn chúng, không ổn tí nào cả. Lúc nãy tôi mà nhận sai thì sẽ khiến cho mọi người thất vọng. Huống hồ bọn chúng đều là quỷ hụt máu, chẳng bao giờ làm hài lòng được bọn chúng đâu. Trại tị nạn đang trong thời kỳ phát triển quan trọng và từ thiếu thốn, làm gì có cái thứ gì để nạp cho bọn chúng chứ. Nhưng mấy cái tên này đến thật là càng đảm, không sợ gì hết. Vừa nãy ngay cả tôi cũng có chút sợ hãi đó. Nhưng những người chơi này là người của trận danh tà ác, họ sợ đất gì chứ. Khu định cư trung tâm. Ý của ông là lũ sợ trá nông trại ám nghiệt không chỉ nộp thuế, còn dám ra tay với các ông? Phúc xà, nó còn bắn vào mồm tôi, khác gì đến vào mặt ngài chứ. Ông cũng khéo ăn nói ha. Đều là do phúc xà đại nhân chỉ dạy à, ngài và giúp bọn tôi dạy dỗ chúng. Chú Viện sao? Nghe nói gần đây hắn làm vài chuyện lớn. Đúng lúc ta cũng muốn đi gặp hắn, nhưng không thể đi tay không hả? Không biết ngài muốn chuẩn bị quà gì. Bây giờ tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay. Đầu của ông. Một vài ngày sau đó, trại tị nạn ám nguyệt bắt đầu người chơi bày bán đồ vật rồi. Mày vô kiên sát đầy khả năng phong ngữ cực mạnh nha. Đao của tôi cũng cực kỳ sắc bén, ngay cả khiên bên cạnh cũng có thể đâm tổng được. Hai đối thủ cạnh tranh bán quá. Thì tử, mày sức kỳ kìa phải không? Muốn bán thì cút ra chỗ khác đi. Rồi thì nạn to như vậy dựa vào đó mà đuổi tàu. Người chơi càng ngày càng đông, mà diện tích trại tị nạn thì không đủ thật rồi. Trại tị nạn ám nghiệt, dân số 110, sản xuất lương thực không, sản xuất nước không, năng lượng cũng không, cấp độ phòng ngự là E, trạng thái xấu, đồng đúc, sản xuất thì giảm, tình cảm dân cư cũng giảm, người quản lý phải nhanh chóng xử lý. Số lượng người chơi và cư dân lại không ngừng gia tăng, nếu như không thêm căn cứ mới thì sẽ càng rắc rối, sẽ càng nhiều hơn. Ồ, bằng chân người đẹp.
À, xin lỗi, tôi là Phúc Sa, người quản lý ở khu định cư trung tâm. Có thể cho tôi gặp thủ lĩnh chú viện của mọi người không? Lại là người của khu trung tâm định cư à? Bọn mày lại muốn gây chuyện à? Ở đây không hoan nghênh bọn mày. À, tôi biết tôi gái của tôi đã đắc tội với mọi người. Tôi đã trừng phạt hắn rồi. Nhẹ nhả cho họ xem thành ý của ta đi. Ý, đây là đầu của tên thu thuế mà. Lẽ nào tên này thật sự là người tốt? Thành ý của hắn có thật là chân thực. À, hoan nghênh, hoan nghênh. Tôi là chủ viện, có chuyện gì cứ đến văn phòng nói đi. Nghe danh ngài tài mở lớn mưu cao, hôm nay được gặp mặt ngô hình, tức là điển trai xin dẫn đường. Cô đợi ngoài cửa đi, có gì bất thường lập tức báo ngay cho tôi. Tuân lệnh. Mời. Em gái kia ngon nhỉ? Nếu bớt sơ của game này cũng thật chân thật quá đi. Nó không chừng có nhiệm vụ ngầm ngầm gì đó. Các anh thích thì đi mà đem bắt chuyện đi. Ngoài đời không dám, chẳng lẽ ở trong game này không dám ư? Hay là để lão gia tử này làm mẫu cho? Chà nhé, chà nhé. Tốt nhất là không làm phiền tới cô ấy. Không sao hết, tôi là siêu dũng cảm, tôi rất giỏi trong việc chọc ghẹo các cô gái. Anh nhìn tôi mà học tập đi. Chị gái à, có muốn đi xem phòng của tôi và giường của tôi vừa to lại vừa êm không? Muốn mời tôi chỉ cần đến thẳng tôi, thì muốn tôi làm gì cũng được. Ây, tôi không nghe nhầm chứ, chuyện gì cũng được sao? Ôi, tôi không chịu đâu, quần của tôi rung lên rồi. Hóa ra là như vậy à, tôi không cách xấu đâu nha. Ngài là người quản lý ở khu định cư trung tâm. Hả, mình đến nơi thấp hèn chúng tôi đây, không biết có chuyện gì vậy? Nếu đã như vậy thì tôi đã thẳng luôn. Tôi rất hứng thú với khu tị nạn của anh, chỉ cần giao nó cho tôi, tôi có thể trả cho anh một cái giá đủ để anh dùng đến hết đời. Không chỉ thế, tôi có thể gia nhập khu cao quý của khu định cư trung tâm. Ở đó anh sẽ có một cuộc đời, cuộc sống như thiên đường. Ở mặt thế như địa ngục này, trần gian này mà cũng có cuộc sống như thiên đường sao? Ở đây chỉ là địa ngục của kẻ yếu, nhưng đối với kẻ mạnh như tôi mà nói, ở đây chính là thiên đường. Quyền lực, tài sản, mỹ nhân, chỉ cần thực lực anh đủ lượng mạnh thì thế giới này không có giới hạn này, chính là thiên đường của anh. Đây quả thật là một giao dịch rất là hấp dẫn. Nhưng tôi xin từ chối. Ta cứ tưởng người là người thông minh, đợi có nói với ta là người từ chối vì cái tôn nghiêm nhàm chán kia nhé. Ta đi thích tự do, không muốn làm chim sẻ bị nhốt ở trong lòng. Trước đây cũng có người nói như vậy rồi, không biết hiện giờ hắn như thế nào không? Đừng vội, ta có thể làm một giao dịch với người. Giao dịch gì? Nếu như ta đoán không lầm, thì trong giới làm ăn thì có một hội cướp tên là Hỏa Thần Bang, thường cướp hàng của thường đội đến từ khu định cư trung tâm, khiến cho người tổn thất cũng không ít, có đúng không? Bang phái này chiếm lĩnh một lượng lớn luyện kim, ý vào vũ khí trang bị hiện đại cướp bóc của thương hội khắp nơi. Bọn ta mấy lần đánh bẹp nhưng mà hầu như không có tác dụng gì. Giao dịch chính là bọn ta giúp người giết Hỏa Thần Bang để thương đội của các người hoạt động bình thường trở lại. Nhưng điều kiện là không được đến gây sự ở chỗ chúng ta nữa. Lần này ta không chỉ thành công dẹp được lũ sâu bò này, mà còn được lợi dụng địa bàn của Hóa Thần. Bạn đã mở rộng lãnh thổ của chúng ta, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Vậy nếu như ngươi thất bại thì sao? Nếu như thất bại, ta lấy đâu đền tội? Lúc đó trời tina sẽ thuộc về các người thế nào? Làm vụ làm ăn này bất luận thế nào thì các người cũng đâu được lợi hết. Điều kiện của người hấp dẫn đấy ta đồng ý, ký vào thỏa thuận này giao ước thành lập. Không vấn đề. Chờ tiền sẽ là làm phiền rồi, ta đợi người tin tốt từ người. Đi thông thả không tiện. Ôm ao cái gì vậy? Ôi, không kịp quá. Á này thật là lợi hại.
Có chuyện gì vậy? À không có gì, chơi với mấy cái tên đó chút thôi à. Xem ra tân tủ của thuộc hạ Chu tiên sinh phải rèn luyện thờ mới được. Với thực lực này e là không ăn được hỏa thần bàn đâu. Yên tâm đi, bọn ta là bị cho hoàng. Nếu như đã liều mạng thì hỏa thần bàn có mảnh cớ nào cũng chấp tức. Đàm Nhã, ngươi thấy thực lực của lũ quê mùa đó thế nào? Chỉ là một lũ ô hợp mà thôi, nhưng có vài tên chưa ra tay, tôi không đoán được thực lực của bọn chúng. Hơn nữa, chúng cho tôi cảm giác rất là hình như đều không sợ chết. Ở mà thế này, càng là kẻ không sợ chết thì càng chết nhanh. Dù gì mỗi người cũng chỉ có một mạng, Chu Viễn vừa làm ăn này nghỉ thua rồi. Ta đã hồi sinh lại rồi. Là do bọn tôi lỗ mãng rồi. Người chơi mà bất tử luôn. Các vị à, ta có tiền tốt. Muốn tiền bỏ, trò chơi này sắp triển khai một nhiệm vụ có thời hạn, tên là quét sạch hóa thần bàn. Tất cả những người tham gia đều có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Nhiệm vụ có thời hạn khác gì với đánh phá bạn chứ? Đối thủ của hoạt động có thời hạn không thể thay đổi. Mỗi lần diệt được một đối thủ thì đều có thể tích được rất nhiều điểm. Nhiệm vụ lần này ba người giết được nhiều địch nhất có thể được một phần thưởng vượt mức. Ngon, nhiệm vụ ngon. Đi đâu đấy, ta còn chưa nói hết mà. Đến trước thì giành trước, tốt chắc chắn là ta rồi, các người khối của ta đi. Phải chơi game, nhưng mà các ngươi chạy sai hướng rồi, địa bàn hóa thần bàn ở bên này. Do ước giữa người chơi vụ xá đều biết hết rồi, với sức mạnh của hóa thần bàn mạnh hơn bọn sói đối kia nhiều, nó như thất bại. Yên tâm đi, sẽ không thất bại đâu. Ngươi dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Bởi vì bọn họ là đệ tứ thiên tài. Mau cút ra đây, hóa thần bàn thu phí bảo kỳ. À, cái gì đại gia, ta chỉ còn chút này thôi, đều đưa hết cho các người. Chút này thì bỏ bạn cái gì? Coi bọn tao là ân mày à? Mày ơi, cứu con. Nói đồ đáng tiền giấu ở đâu, nếu không tao cho trong mắt nhìn con gái của mày bị thiêu chết. Cô xin các người đó tài cho cô gái của ta đi, ta thực sự không còn số nào hết. Xem ra con mụ này vẫn không thành thật. Ra tay. Được, được mà, ba. Nhận lễ rửa tội của hóa thần đại nhân đi. Mẹ ơi, cứu con. Thằng nào đây? Lãng phí tài nguyên, lấy sang thiếu người. Hai vị đại ca chắc đều là người của hỏa thần bàn nhỉ? Nếu đã biết bọn ta lại còn dám xen vào à? Có tiền ta tiêu các ngươi thành trò không? Án vừa nói thì chúng ta thành trò kìa. Vừa khít, bên đó cũng có hai tên. Người không được giành với ta, tàn tóc màu gà kìa thì là của ta rồi đi nhé. Dám cười đủ đầu của ông đi à? Úi, ơi vậy lửa, nóng quá, đau quá. Không sai, không sai, đây là hóa thần rửa tội cho người. Thành chó bụi đi, hóa thần đại nhân vạn tuế. Nè, tên là đi, ngươi quên ngươi là người chơi rồi à? Biết đâu mới là lạ đó. Nhỉ ha. Hóa ra bị thiếu là cảm giác như thế này, tuy là mật mẫu nhưng lại là không đâu. Sao có thể, hóa diệm vậy mà lại không có tác dụng với các người. Tiếp chiều của ta đây. Hỏa diệm sông lên. À, nóng quá, hỏa thần đại nhân. Các người muốn làm gì? Nếu người với ta thì hỏa thần bàn sẽ tuyệt đối không tha. Để yên cho các người đâu. À, yên tâm đi, ta sẽ không giết người đâu. Ta chỉ hành hạ người thôi à. Trời tị nạn ám nghiệt. Ý, các người rút cuộc lại, tại sao lại bắt cóc ta đến đây? Bọn ta chỉ muốn lấy một chút tình báo của hỏa thần bàn thôi.
Nếu ngươi chịu hợp tác thì bọn ta sẽ không làm khổ người. Ta tuyệt đối không phản bội Hóa Thần đại nhân đâu. Ta được Hóa Thần phù hộ, ta không sợ chết. Chị à, nếu đã không sợ hỏa diệm, vậy thì thử cái này xem sao đi. Ta là người của Hóa Thần bằng, ta đã trải qua thánh hóa rửa tội rồi. Chỉ dù ngươi có dùng thép nồng nóng bỏng và ta cũng không khuất phục đâu. Chị, ai nói ta sẽ làm bóng người? À vậy ngươi muốn làm gì? Ta chỉ dùng cái cây thép nung đổ này dí vào cái chỗ ít ít của người 800 độ sờ, chớp mắt cái là khiến ruột gan người biến thành một đống ổn tập. Thế nào, có muốn thử không? Ta cài tay sẽ cài hết đỡ xà thành sắt nung đó ra. Xong rồi, đơn giản hơn ta tưởng. Nè các người sao vậy? Không có gì. Nghe thì ấp ứng. Có điều ban nãy người hiệp hắn kinh phết ở bắt đầu đây. Trong game mà cũng có phim điện ảnh à? Ta học ở chỗ A Phù Hãn. What? Nhìn hắn không giàu nói dối, nhân tại như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ cần nói tin tình báo ra là đã giữ được mạng á? Đương nhiên rồi, dù sao bọn ta cũng không phải là ma quỷ gì. Lão đại của bọn ta biết hiểu là Hỏa Thần, là cái cuồng phóng hỏa không hơn không kém. Mấy năm nay giết người phóng hỏa thực lực không ngừng tăng lên. Không chỉ có vậy, sở thích lớn nhất của Hỏa Thần nhìn người ta từ từ bị thiêu chết. Và tìm phản diện này thì cứ cũng được đấy chứ. Quả nhiên là ác không còn chỗ chê. Đồng đầy nằm đấm của ta đã sẵn sàng rồi. Nghe nói lâu đời của các người từng cướp được rất nhiều hàng, chắc là giấu được không ít bảo vật đâu nhỉ? Đúng vậy, lâu đời của ta tu được rất là nhiều vàng. Vàng giấu ở đâu, có bao nhiêu? Tép rìu như ta sẽ biết được, có lẽ giấu ở một nơi nào đó mà không ai tìm thấy được. Không sao, ta ngửi được mùi tiền ở đâu ra đây. Tiền đâu đây rồi? Lần này nhất định phải đánh một bộ lớn. Nói chính đi, nói rõ xem tình hình binh lực và trang bị vũ khí của Hóa Thần Bàn như thế nào. Thuộc hạ của Hóa Thần Bàn khoảng 100 người, trang bị tinh nhuệ, còn trang bị là vũ khí như là lầu đàn sần, súng phun lửa, sông quang còn gài trần địa lôi. Nếu như muốn tấn công chính diện thì là chuyện không thể rồi. Nếu đã không thể đánh từ ngoài vào thì ta phải nghĩ cách tấn công từ bên trong. Đưa bọn ta đi gia nhập vào Hỏa Thần Bàn. Muốn gia nhập vào Hỏa Thần Bàn phải trải qua lễ Hỏa Thần rửa tội, người thường không chịu nổi đâu. Hỏa Thần rửa tội đó là gì? Chính là dùng lửa nóng đốt qua cái cánh tay. Chỉ kẻ vượt qua được khảo nghiệm của hỏa diệm thì mới có thể được Hỏa Thần thừa nhận. Chỉ vậy thôi á? Ngươi sợ đâu à? Kẻ băng đứng đắn sao lại phải sợ lửa chứ? Ôi, mấy tên này rốt cuộc là quái vật đấy nào? Tại Hỏa Thần Bàn. Nghe danh Hỏa Thần đã lâu, ba người chúng tôi muốn gia nhập Hỏa Thần Bàn giúp sức vì lão đại. Chắc các người đã biết điều kiện để gia nhập Hỏa Thần Bàn rồi chứ? Bọn ta đã chuẩn bị xong rồi. Đã được giác ngộ vì Hóa Thần Bàn nguyện đốt cháy sinh mệnh rồi. Khó tàu có dầu áp cháu không thành vấn đề. Dạ tốt, nếu như vậy thì ba người các người ai lên trước? Mình không phải là người trời nên không thể điều chỉnh cảm giác đâu được. Có cách rồi, để tôi thử trước đi. Để các ngài nhìn thấy thần ý của tôi nhé. Con già mồ mà lỡ rứa tội Hóa Thần, không phải ai cũng có thể vượt qua đâu. Chạy lên đi. Quả nhiên không nóng chút nào. Đây là lễ rửa tội Hỏa Thần sao? Chỉ có thể thôi à? Ôi áo thật đấy. Nếu đã vậy thì ta sẽ cho ngươi nếm sự lợi ai tăng hóa lực. Cảm giác này Sao nào? Thấy sự lợi hại của lễ rửa tội Hỏa Thần lực chưa? Còn công vang này, ông đây
nữa thì bay cánh tay đi nha. Ôi, cảm giác này phê vô cùng. Wow, lễ rửa tội hỏa thần lại được nếm cảm giác sảng khoái như vậy sao? Ôi, cứng ca, đây chính là người đàn ông của hỏa thần chấp nhận sao? Thấy thế nào? Tôi thể hiện không tồi nha. Không phải đã nói là giả bộ hồi đầu tí rồi sao? Để tôi cho anh xem kỹ năng diễn xuất thật sự là gì. Bắt đầu đi, để có thể gia nhập hỏa thần bang, tôi nhận lấy mọi đau khổ. Bạn của cô lợi hại như vậy, chắc cô cũng không kém đâu nhỉ? Ai da, nóng quá đi, nóng quá đi, chân của tôi sắp bị đốt cháy hết rồi. Nè 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 nè, mẹ nó, đừng có gào lên, mau dập lửa đi, người tiếp theo. Diễn tiệc chứ. Cô diễn hơi lố rồi nha. Hai người đều lố như nhau. Bắt đầu đi. Nè ba người các người, rốt cuộc các ai bình thường không vậy? Ý. Dạ. Rất tốt, tôi tuyên bố ba người các người hoàn toàn vượt qua thử thách, chính thức trở thành thành viên của Hóa Thần Bang. Đến đó diễn như thật vậy, nhìn tôi cũng thấy đau rồi. Giá Oka này nợ anh một chiếc cúp vàng rồi. Bởi vì tôi không có đúng hệ thống nội đầu, như vậy mới có thể diễn giống như thật nhất. Tôi là quân sư của Hỏa Thần Bang, Thường Văn, chúc mừng ba vị gia nhập bang chúng tôi. Đúng lúc tôi đang có một nhiệm vụ, không biết ba vị có muốn đảm nhận cái nhiệm vụ này không? Đây là một cơ hội để lập công đó. Cơ hội tốt sao? Sao lại không biết mấy người muốn nhận cơ hội này thăm dò ba người đám này ấy? Không thành vấn đề. Lão đại à, ngươi chỉ cần nói khử cái tên nào thôi. Vãi ngầu ha. Ui, con nhỏ này diễn cũng quá sâu rồi đấy. Nhiệm vụ của ba người à, đó là đánh chặn một chiếc xe hàng từ khu định cư ở trung tâm. Bên trong có thứ mà chúng tôi muốn. Chỉ có ba người chúng tôi thôi sao? Có ít quá không? Chúng tôi sẽ cử thêm lực lượng trong bà đi cùng ba người. Nhớ kỹ, hàng bên trong xe đó rất quan trọng, tuyệt đối không được để tuột mất. Ồ, Hỏa Thần Bang, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Bọn họ chắc chắn đã bị diễn xuất của tôi khắc phục rồi. Mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu. Dù thế nào thì cũng chỉ cơ cách hơn nữa. Đó chỉ là game thôi, sợ cái quỷ gì. Đây là cái gì vậy? Đó là à, tôi nhớ rồi. Hôm nay trước rời đi, hình như lúc anh tắm có cái gì đó so lên người. À, cô dám nhìn trộm tôi tắm sao? Báo sao tôi thấy ớt ớt lạnh ở sau lưng. Nói như vậy, lúc tôi tắm thì cô cũng... Hay, ai thèm nhìn trộm cái anh chứ? Tôi chỉ là đi ngang quá mà thôi. À, cái này chỉ là kèm chống nắng mà thôi, cô cứ cầm đi. Trời ghê mà cũng cần bôi kèm chống nắng á. Anh có tôi là đồ ngốc à? Bôi cái này lên cái thách tăng thủ tinh ẩn, giá trị hấp dẫn nha. Thật sao, cho tôi tự với. Không, không được, cái này rất là quý giá. Kỳ thực đây là đạo cụ tôi dùng để tích điểm để đổi lấy đó, kèm chống lửa. Cái tử của mình vốn dĩ không phải là zombie, không thể nào điều chỉnh mức độ đầu đớn giống như người chơi. Do đó, con phải nhờ vào vật này thì mới có thể vượt qua được thử thách của hỏa thần. Kẹp trong lửa sau khi bồi lên cơ thể có thể miễn nhiễm với lửa trong thời gian ngắn. Bảo bối cái Dramon. Chúc mừng ba người đã thành công gia nhập hỏa thần bang. Vừa nãy biểu hiện của các anh không tệ. Giới thiệu một chút nha, tôi tên là Hỏa Oa, cứ coi tôi là tiền bối của các anh đi. Tiền bối Hỏa Oa, có điều gì chỉ giáo sao? À, thật ra thì tôi rất ấn tượng trước cái sự anh dũng vượt qua thử thách của hỏa thần vừa lúc nãy của anh. Ngày xưa có hoàng phủ cạo xương đi trị độc, ngày này thì có đại ca dùng lửa ra thiều tày, sau này tôi sẽ đi theo anh. À, khách sáo quá rồi, mọi người đều là vì anh em tốt cùng giúp sức vì hóa thần bàn thật á. Quân sư đã nói nhiều lần này các anh cũng đã tham gia, đã sẵn sàng rồi, lên đường thôi. À, nói vậy thì chúng ta mau lên đường thôi.
Ba tên này ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Lẽ nào là gián điệp của tên Phúc Xà cử tới? Tôi cũng cảm thấy vậy, nên mới cử bọn chúng đi cướp xe hàng của Phúc Xà. Nếu bọn chúng có hành động bất thường khi nào trở về, thì chúng ta sẽ khử trộn bọn chúng luôn. Nếu bọn chúng dám lừa gạt ta, ta sẽ dùng lửa nướng 3 ngày 3 đêm không ai có thể lập trái ý của hỏa thần. Trọng khỉ nghĩ khu đất hoàng. Cho tốn 4 tô mì mắc bò. Cái món mì ở đây được gọi là độc nhất vô nhị đó. Anh thôi, mọi người ăn nhiều vào. Mặc thế mà cũng có chỗ quán bán ăn đi chứ. Anh ăn trước đi, chứ tôi vẫn chưa đói. Cái đám buôn hàng được khu định cư cử đến tiếp tế tại cái trạm này thì mục tiêu của chúng ta sắp đến rồi đó, nên ăn đi. Nếu là cái đám buôn hàng thì chắc chắn sẽ có hộ vệ. Nó sẽ xảy ra giao tranh thì chúng ta sẽ mất đi lợi thế. Tôi đã bố trí anh em chôn mình ở bên ngoài đường rồi, để khi nào đoàn xe chạy qua thì có thể cho nổ trực diện. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội đã tấn công. Chỉ còn một đoàn đã hạ gục rồi. Cái loại mình này thì có đường kính 270mm, cao tới 93mm, trọng lượng thì 8kg, khối lượng thì 5kg, và lực đẩy thì khoảng 200-400kg. Vậy đến vậy, vừa nhìn đã nhận ra. Lớn nữa thì chúng ta sử dụng cái này để dạy bảo cái loại ngu ngốc khu định cư đó. Cũng hết ra, đội buôn của khu định cư đến rồi. Mới nhất 37.